Chào mừng các bạn đến với VKOD, cùng đón xem bộ phim hôm nay nhé! Vào đi! Mau đóng cửa lại! Cố Tổng, ở đây có hợp đồng cần anh ký trước khi ra ngoài, ký ở đâu? Là ở đây! Sắp đến giờ bay rồi, vẫn còn 3 tiếng nữa, vậy là quá đủ! Cố Tổng, đây là công ty của tôi! Cố Tổng, là Tô Tiểu Thư. Anh nghe, anh Ngự Tiêu, ngực em đau quá, đừng lo, anh sẽ đến ngay. Sắp tới Thiên Dư làm việc ở công ty. Cô mau đi chuẩn bị. Vâng. Tô Tiểu Thư quay lại rồi, mối quan hệ này cũng nên chấm dứt. Cô nghe nói gì chưa? Ân nhân cứu mạng của Cố Tổng sắp đến chỗ chúng ta làm việc là Tô Tiểu Thư. 7 năm trước cô ấy bị bắt cóc cùng với Cố Tổng vì cứu Cố Tổng mà bị thương rất nặng. Những năm nay phải điều trị bên nước ngoài, cuối cùng cũng quay về rồi, nhất định Cố Tổng sẽ kết hôn với cô ấy, hoàng tử và công chúa. Đúng là đẹp đôi mà. Thật vậy sao? Thư ký Quách, vào phòng gặp tôi. Cố Tổng, có chuyện gì vậy? Ai cho phép cô có ý định chấm dứt hợp đồng? Cố Tổng, Tô Tiểu Thư quay về rồi, mối quan hệ này cũng nên kết thúc. Muốn kết thúc sao? Cô không có quyền đó. Cô đừng quên, lúc trước chính cô là người đã quỳ xuống cầu xin tôi. 3 năm trước. Sao tôi lại ở đây? Ngoan ngoãn một chút, nếu như cô phục vụ khiến tôi hài lòng, việc ký hợp đồng hôm nay, cô sẽ có công không nhỏ. Nếu còn đến đây, tôi sẽ báo cảnh sát, quản lý và ông chủ của cô có thể làm chứng là cô quyến rũ tôi trước. Không thể nào. Thế nào? Có phải thấy nóng rồi, khó chịu lắm đúng không? Đồng nghiệp của cô thật thú vị, chính anh ta bỏ thuốc vào rượu, xếp cô lại đưa thẻ phòng cho tôi, còn cô chính là quà của tôi. Khốn kiếp, dám đánh lão tử, hôm nay tôi không chơi chết cô, thì tên tôi sẽ viết ngược. Muốn chạy sao? Tôi sẽ chà đạp cô. Cố Tổng, thật trùng hợp. Cô gái này, anh cũng muốn sao? Cố Ngự Tiêu, chủ tịch Lục Thị, một trong 10 tập đoàn lớn nhất Hải Thành. Cố Tổng, làm ơn hãy cứu tôi. Là tôi bỏ tiền để chơi với cô đừng nói vớ vẩn, à khốn nạn, còn muốn trốn nữa sao? Tôi muốn cô ta. Được. Nóng quá, giúp tôi. Trời ạ, mình vừa lên giường với chủ tịch giàu có, phải làm sao đây? Nhưng nhìn anh ta cũng đẹp trai thật, nếu mình có tiền, bỏ 10.000 mua anh ta một đêm cũng đáng, đáng tiếc mình lại là đỗ nghèo khỉ. Mẹ cứ phẫu thuật đi, 2 triệu sao, có bán tôi cũng không đủ. Tất nhiên phải phẫu thuật, tiền tôi sẽ kiếm được. Đắc tội rồi. Xóa tấm ảnh, muốn bao nhiêu, tôi sẽ cho cô. Cố Tổng, hay anh thuê tôi đi, năng lực làm việc không tệ. Tối qua, chắc hẳn anh cũng rất hài lòng, dù sao thì thuê tôi anh cũng sẽ không lỗ. 2 triệu sao, nếu tôi không đồng ý, cô định bán tấm ảnh này cho truyền thông hay là báo cảnh sát? Tôi tin Cố Tổng sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt, 2 triệu cũng không đắt đâu. Tôi sẽ đưa ra một cái giá phù hợp, 2 triệu cho 3 năm, cô phải thể hiện xứng với số tiền này. Trong thẻ có 1 triệu, sau khi cô đến báo danh thư ký và ký hợp đồng, tôi sẽ trả 1 triệu còn lại. Cảm ơn Cố Tổng, tôi sẽ làm việc chăm chỉ, tốt nhất cô nên làm cho tốt, đừng để tôi mất hứng quá sớm. Nếu không, tiền vi phạm hợp đồng sẽ không ít hơn 2 triệu. Hợp đồng vẫn chưa hết hạn, cô lại vội vã tìm chỗ dựa mới, cô có đủ tiền bồi thường không? Tôi không có, Tô Tiểu Thư đã quay lại rồi, kẻ thay thế như tôi cũng nên rời đi, đi hay không, cũng chưa đến lượt cô, là tôi quyết định. Cô theo tôi đã 3 năm rồi, nhưng đến việc nói dối cũng không che giấu được cảm xúc, tôi đúng là đã thất bại trong việc đào tạo cô rồi. Để tôi đoán thử nha, cô đợi khi Tiểu Dư trở về rồi, sẽ lấy lý do nói tôi vi phạm hợp đồng rồi lấy tiền rời đi. Cố Tổng đúng là tinh ý, không gì có thể giấu được anh, 3 năm rồi, hợp đồng cũng sắp hết hạn, tôi cũng không còn trẻ nữa, đến lúc nghỉ tới chuyện khác rồi, viện phí hàng tháng của mẹ cô, ngoài tôi ra thì ai có thể trả nổi, cô nên xem xét lại việc gia hạn hợp đồng thì hơn, nhưng mà, phải làm thế nào thỏa mãn được tôi trước đã, tôi chỉ là người thay thế cho Tô Tiểu Thư, sao có thể làm Cố Tổng hài lòng được chứ, Cố Tổng cũng không còn trẻ nữa, cũng nên xem xét đi.
Tiêu ca, em đến để báo danh. Chào Tô tiểu thư. Ngự Tiêu ca, hôm nay gió lớn, sao lại mặc áo mỏng như vậy? Tại em thích nó. Hóa ra 3 năm trước Cố tổng đồng ý giúp mình là vì mình mặc chiếc váy trắng mà Tô Bạch Dư thích, thế mà trước này mình cứ ảo tưởng là anh ấy thích mình nên mới làm vậy. May là vẫn chưa sốt, thể trạng của em không tốt, lần sau mặc nhiều áo hơn để giữ ấm. Em biết rồi, em là thư ký riêng của anh, sẽ không để anh mất mặt đâu, sẽ mặt phết giống như cô ấy. Xin chào Tô tiểu thư. Cô ta là ai vậy? Em đã ở nước ngoài đợi rất lâu nhưng vẫn không thấy anh đến thăm, quan hệ hai người là thế nào? Quách Khả Nhiên, cô ấy là thư ký của anh, sau này em cứ học hỏi ở cô ấy. Ngự Tiêu ca, anh đúng là xấu xa, người ta chỉ muốn theo anh học hỏi thôi, em phải bắt đầu lại từ đầu chứ, không phải vậy. Tâm ý của em, anh biết mà. Thư ký Quách, xin lỗi, tôi có việc phải đi. Đứng lại, đưa Tiểu Dư ra ngoài, chuẩn bị cho cuộc họp lúc 10 giờ. Bên ngoài lạnh lắm, ở đây ấm hơn. Cô đi chuẩn bị cho Tiểu Dư một bộ đồ mới. Cố tổng đã khoát áo mình cho cô ấy, trời ạ, ngọt ngào chết tôi mất thôi, nói ít thôi, mau làm việc đi, y phục của Tô tiểu thư chuẩn bị xong chưa? 3 phút nữa đưa cô ấy đi thay. Tô tiểu thư là con gái của Tô gia, Cố tổng cũng rất thích cô ấy, chúng ta không thể cư xử với cô ấy như những đồng nghiệp bình thường được. Tớ hiểu mà, bạn sếp cứ yên tâm, nhưng mà cậu không để ý mắt và lông mày của cậu và cô ấy rất giống nhau sao? Có thể là vậy, nên Cố tổng mới. Thư ký Quách, có chỗ này tôi không hiểu, cô giải thích giúp tôi được không? Được thôi. Cô không cần phải làm vội như vậy đâu. Sao mà không vội được, hợp đồng của thư ký sắp hết hạn rồi, tôi phải cắt giảm càng sớm càng tốt, giúp Ngự Tiêu ca bớt được một khoản chi phí vô ích. Thật xin lỗi, tôi vô ý quá. Xin lỗi, tôi vốn định nhặt nó lên giúp cô, không ngờ vô tình dẫm lên. Không sao đó chứ, không sao, tôi sẽ sớm hoàn tất việc bàn giao. Có chuyện gì vậy? Cô làm gì mà để bị thương như vậy? Là em, thư ký Quách vô ý làm rơi tài liệu xuống đất, em định giúp cô ấy, không ngờ dẫm lên tay, cô Quách lại làm quá lên, khiến em sợ lắm. Xin lỗi Ngự Tiêu ca, em thật sự không có cố ý, cơ thể em không tốt, có thể bị suy tim, anh cho người đưa em đến bệnh viện nhé. Nhìn thấy anh là em không sợ nữa, nhịp tim cũng tốt hơn rồi, tôi xin lỗi thư ký Quách, thế này đi, để bày tỏ lời xin lỗi, sau giờ làm việc, tôi sẽ mời mọi người đi hát. Không sao, tôi xin phép không đi, cô đi đi, đừng làm mọi người mất hứng. Tô tiểu thư, tôi xin phép đi vệ sinh một lát. Thư thư, không phải cô nói sẽ dạy tôi chơi bài sao? Nhưng cô ấy không được khỏe lắm, cô ấy chỉ là đi vệ sinh thôi, một mình cũng chẳng sao mà, đúng không thư ký Quách? Không sao, tớ chỉ bị hạ đường huyết, ra ngoài đi dạo một chút là khỏe thôi. Cậu đừng làm Tô tiểu thư mất hứng, ở lại chơi với cô ấy đi, cẩn thận đấy. Ây ra thư ký Quách, thật sự rất xin lỗi, để tôi đưa cô đi thay đồ được chứ, chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải bận tâm. Thay vào đó, anh nên suy nghĩ về sai lầm của mình, anh trốn ra ngoài đi chơi thế này, anh trai của anh có biết hay không, tôi vốn sợ Cố Ngự Tiêu. Vì tôi với anh ta là anh em cùng cha khác mẹ, nên tôi chỉ cho anh ta chút tự trọng mà thôi. Còn cô, thư ký Quách, cô muốn quản tôi sao, cô có tư cách gì mà làm vậy? Cố nhị tổng, tôi chỉ là đang quan tâm anh, sợ anh không vui lại ảnh hưởng đến công việc. Được, vậy để tôi thư giãn với cô một đêm, là xem như chưa có chuyện gì xảy ra, được. Được cái con khỉ nhà anh, cô muốn chết sao? Cố tổng, Tiểu Dư, chơi đến đây được rồi. Được. Khả Nhiên vẫn chưa quay lại. Mau đi gọi cô ấy đi, cô ấy chỉ đi vệ sinh thôi. Em mệt rồi, chúng ta mau về nghỉ ngơi đi. Cô ấy đi bao lâu rồi? 30 phút rồi, tôi đã gọi và nhắn tin nhưng vẫn không trả lời. Cô ấy là nhân viên của công ty, nếu xảy ra chuyện gì thì hình ảnh công ty sẽ bị ảnh hưởng. Thư ký Đường, cô tiếp tục gọi đi, tôi đi xem thế nào. Con đĩ như cô cũng dám lên mặt. Hôm nay tôi sẽ giúp cô thỏa mãn dục vọng của mình, anh tránh ra cho tôi, nếu không, tôi sẽ gọi anh trai anh đến đây. Được, cô nhắc đến anh ta tôi lại càng kích thích. Để tôi chụp ảnh lại, nếu cô dám kiện tôi sẽ cho mọi người thấy chúng ta chơi vui vẻ như thế nào. Được, vậy tôi sẽ dùng đoạn video làm bằng chứng. Để mọi người đứng về phía tôi, đứng cười vào mặt cô sao, cô đoán xem sẽ thế nào. Nếu tôi đưa những bức ảnh này cho mẹ cô xem, bà ta sẽ được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu. Hay là sốc quá mà chết luôn không chừng, thả tôi ra, la càng lớn tôi càng thích, cứu tôi với. Nhà vệ sinh nữ không có, gọi điện cũng không trả lời. Không phải là cô ấy bị bắt cóc rồi chứ, đừng có tự dọa chính mình. Không phải cô ta nói mình chán khi ở đây sao, nếu không có trong nhà vệ sinh thì chắc cô ta đã về nhà rồi. Đây là điện thoại của cô ấy, có chuyện rồi, gọi quản lý đến đây. Tôi phải lật tung chỗ này lên, tìm cho được người của mình. Hãy thỏa thuận đi. Tôi chỉ quan tâm đến thể xác của cô, anh là nhị thiếu gia nhà họ Cố, có thể chọn bất cứ cô gái nào mình thích, anh chọn tôi, chẳng qua là vì tôi là trợ lý của Cố tổng.
anh có muốn lấy lại thứ của mình, anh không muốn trả thù sao? Tất nhiên tôi muốn trả thù, nhưng trước tiên là chiếm lấy thư ký của anh ta, cơ thể của cô đúng là đẹp thật. Anh muốn có quyền hành ở Cố thị. Được, vậy hãy để tôi đi, tôi có thể giúp anh đánh cắp con dấu chính thức cũng như giấy tờ anh muốn. Cô là thư ký chính của Cố Ngự Tiêu. Cô thật muốn giúp tôi sao? Tôi có thể ghi âm lời nói của mình hôm nay. Nếu tôi nói dối, anh có thể đưa nó cho Cố Tổng. Cố Ngự Tiêu rất độc tài đa nghi, cô không sợ chết sao? Tô Bạch Dư đã trở về rồi, Cố Tổng sẽ sa thải tôi và bổ nhiệm Tô Bạch Dư. Anh ta bất nhân, tôi cũng bất nghĩa. Được. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Lần này tôi để cho cô đi, nhưng nếu cô dám lừa tôi hứa sẽ làm nhục cô trước mặt mẹ của cô. Cố Tổng, nếu anh cứ ngang nhiên đi vào, chúng tôi sẽ không thể kinh doanh được nữa đâu. Cả khu ăn chơi rộng lớn như vậy mà chỉ theo dõi ở bên ngoài. Nếu có ai mất tích, thậm chí là chết ở bên trong cũng không biết. Nói cho cậu biết, nếu hôm nay không tìm thấy người của tôi, thì cái quán này cũng không cần mở nữa. Chúng tôi không theo dõi bên trong là để khách hàng có sự riêng tư. Nếu có chuyện xảy ra với bạn của anh, thì chắc cô ấy đã đến một phòng khác để vui chơi rồi. Có thể lắm. Cô Quách cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi, sao có thể đi lạc ở đây được chứ? Không thể nào, Khả Nhiên luôn thích ở một mình, chẳng giống mấy người uống rượu vào là làm chuyện bậy bạ đâu. Hơn nữa cô ấy còn đang chóng mặt do hạ đường huyết, nếu cô ấy lỡ đụng phải những người có ý đồ xấu thì không có khả năng kháng cự, tránh đường cho tôi. Được lắm. Anh, là cô ấy quyến rũ em. Không được, vì sự an toàn của mẹ, mình vẫn chưa thể chống lại anh ta. Quách Khả Nhiên, cô được lắm, nhìn thì cứ tưởng là mây, nhưng hóa ra chỉ là phân trắng. Thư ký Quách, tôi chờ tin tốt từ cô. Khả Nhiên, nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì, sau đó chúng ta sẽ đi nhờ Cố Tổng giúp đỡ. Nhị thiếu gia rất sợ anh ấy, không có gì. Điện thoại của cậu này, Cố Tổng tìm thấy nó trong nhà vệ sinh. Cố Tổng bảo tớ nói lại với cậu, đây là nguyên văn lời của anh ấy. Cô đi nói với Cố Khả Nhiên. Với tư cách là một thư ký trưởng, nếu không thể nghe điện thoại 24/24, thì tốt nhất vứt nó đi. Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu. Từ từ, tớ có chuyện phải đi trước đây. Muộn thế này, còn gọi cô ấy làm gì chứ? Không lẽ là cô ấy và Cố Tổng. Đứng lại. Cô đã vi phạm hợp đồng, qua lại với người đàn ông khác. Cô còn gì để nói nữa không? Cố Tổng muốn tôi nói những gì chứ? Có vẻ như giá cả đã được thỏa thuận. Cậu ta sẵn sàng chi trả tiền viện phí đất đỏ cho mẹ cô và khoản bồi thường cao ngất ngưỡng. Tất cả là nhờ Cố Tổng đã huấn luyện tôi rất tốt. Anh yên tâm, tôi không vi phạm hợp đồng. Tiền viện phí của mẹ, tôi cũng không cần phải lo nữa, có vi phạm hay không, phải đợi tôi kiểm tra đã, kiểm tra sao, anh nghĩ tôi đã bị làm nhục. Đúng, vì vậy cô cần được làm sạch và khử trùng, anh định làm gì? Anh đã khử trùng xong, tôi đi được rồi chứ, khử trùng xong thì đến bước kiểm tra, anh không sợ tôi bẩn sao, bẩn hay không, kiểm tra là biết. Trong đây có 3 triệu. Đủ cho 3 năm viện phí của mẹ cô, không phải anh muốn nhanh chóng kết thúc hợp đồng, tìm sự mới mẻ sao? Cô quyến rũ Cố Thiên Hải, không phải là để hối thúc tôi gia hạn hợp đồng sao? Tôi không có, là tôi bị anh ta ép buộc, anh phải tin, chúng tôi không có gì cả, không có. Chỉ là sớm hay muộn thôi, cho cô, tôi mệt rồi, cô cũng chỉ là món hàng hết hạn mà tôi từng dùng, không ai được dùng lại nó nữa. Quách Khả Nhiên, phẩm giá của cô ở đâu? Kể từ ngày tôi bán mình cho anh, tôi đã quên luôn phẩm giá của mình rồi. Cảm ơn Cố Tổng, đúng là không biết xấu hổ. Đúng, vì tiền, tôi có thể làm bất cứ điều gì. Được rồi, Cố Tổng, gặp anh ở công ty. Quách Khả Nhiên, đây là con đường cô tự chọn, đừng trách tôi không nghĩ đến 3 năm bên nhau. Ngự Tiêu ca, hồ sơ này có một vài chỗ em không hiểu được. Cô Quách cũng không có thời gian để giải thích, anh có thể hướng dẫn em được không? Ở công ty, gọi anh là Cố Tổng, Quách Khả Như. Gọi là thư ký Quách, đặt nó lên bàn đi, những gì không hiểu, cứ chỉ ra. Cảm ơn Ngự Tiêu ca. Vào đi. Cố Tổng, coffee của anh. Xin lỗi, tôi đi trước vậy, quay lại, đặt coffee lên bàn. Tim của em đau quá, không thở được, cho em ở đây một lúc, thông báo những tài liệu này xuống dưới. Chuẩn bị cho cuộc họp chiều nay, gọi giúp tôi một xe cứu thương, đưa Tiểu Dư đến bệnh viện. Tô Tiểu Thư, xin hỏi cô đã quen thuộc với bệnh viện nào ở đây chưa? Tôi không muốn đến bệnh viện, tôi ghét mùi ở bệnh viện, ngoan, đừng có bướng bỉnh. Đưa đến bệnh viện chỗ mẹ cô đi, liên hệ trước với trưởng khoa ở đó. Tôi nói cô nghe không hiểu sao. Chú ý thái độ của em. Em xin lỗi, tại em bị kích động quá lớn. Anh cũng biết, năm đó bọn bắt cóc đã đánh gãy xương của em, làm tim bị tổn thương. Nếu em cảm thấy không khỏe, thì nên nghỉ ngơi thật tốt. Em ổn mà, chỉ là có chút kích động, làm liên lụy chị Khả Nhiên rồi. Em thật sự xin lỗi, em đang dùng thuốc theo liệu trình ở nước ngoài. Nếu dùng thuốc ở đây, sẽ không tốt cho điều trị. Không sao, chỉ trách tôi không hỏi rõ, sao đột nhiên Cố Thiên Hải lại gọi đến.
ốp điện thoại bị hỏng rồi, tôi sẽ đền chị một cái mới, không sao chứ, không sao, trả lại tôi đi, nó hỏng thật rồi, để em xem thử. Nghe không giống Quách Khả Nhiên lắm, anh có nghe tôi nói gì không? Tô Bạch Dư, sao cô dám ở trước mặt Cố Tổng mà ngang nhiên cướp điện thoại của tôi, mau trả lại đây, anh ta không được biết về chuyện thỏa thuận. Tắt rồi. Chưa đủ rồi, thì trả điện thoại cho tôi. Điện thoại này thật sự bị hỏng rồi, chẳng nghe nói gì cả, tôi sẽ tự sửa nó. Công việc ở công ty rất bận, sức khỏe em lại không tốt, từ ngày mai em có thể nghỉ ngơi ở nhà. Anh nghĩ là em đang cố tình bướng bỉnh không trả lại điện thoại cho thư ký Quách đó sao? Anh có biết là ai gọi không? Là Cố Thiên Hải đấy. Ở công ty các bộ phận liên lạc với nhau là chuyện bình thường. Cố Thiên Hải, cái tên ăn hại đó, thì làm được công việc gì ở công ty chứ? Không phải là để ý đến thư ký Quách xinh đẹp sao? Có chuyện gì? Tối nay tôi nên đến nhà cô để bàn chuyện thỏa thuận của chúng ta, hay là đến bệnh viện tìm mẹ cô đây? Đừng vội chứ, tối nay tôi sẽ đợi anh ở nhà. Cậu không coi lời cảnh cáo của tôi ra gì sao, Cố Thiên Hải? Không ngờ cậu lại có sở thích dùng đồ cũ. Anh nghe em giải thích. Cô dám làm như vậy sao? Mở mắt ra. Cô thậm chí không muốn phản kháng vậy sao? Muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa cho cô? 5 triệu hay 10 triệu? Cô đừng quên, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng là 20 triệu đấy. Tôi nói rằng mình đã không chủ động làm như vậy. Anh có tin không? Cậu ta tốt hơn hay tôi tốt hơn? Tất nhiên là anh rồi. Hài lòng chưa? Tôi nghĩ là cô không có gan đó, cô biết rõ là mình không có đủ 20 triệu để bồi thường mà, nếu lo lắng cho mẹ cô thì đừng có dại dột mà thách thức tôi. Quả nhiên Cố Tổng là người hiểu tôi nhất, tôi không có can đảm, cũng không có tiền, cũng chẳng có nhân phẩm, hợp đồng còn 3 tháng nữa, Cố Tổng, anh không muốn vui vẻ sao? Biến đi! Mình không thể làm theo yêu cầu của Cố Nhị Tổng, mình cần kéo dài thời gian, việc con dấu được đổi mới vào năm ngoái có thể giúp được mình. Cậu xem lại hợp đồng cũ làm gì vậy? Có gì đó không đúng với hợp đồng này sao? Vấn đề pháp lý đã được kiểm tra, dự án cũng đã hoàn thành, vậy thì còn vấn đề sao? Có lẽ tôi vẫn chưa hiểu. Cô Quách có thể vui lòng giải thích giúp tôi được không? Là tôi cố tình mang nó ra để chỉ cô đấy. Sắp muộn rồi, chúng ta đi thôi. Nhiên Nhiên, con ốm đi rồi, là con đang giảm cân đó. Minh Xuân nói là con đang bị suy nhược cơ thể, nên tăng cân mới tốt. Nếu mà theo tiêu chuẩn của bác sĩ Trương, thì các minh tinh đều là người suy dinh dưỡng hết sao? Dì Lan, cháu nghe có người đang nói xấu mình, anh là bác sĩ chăm sóc cho mẹ em, ai mà nói xấu anh, em đánh người đó đầu tiên. Đừng có mà đánh trống lãng, em đừng quên, chuyện ngày đầu chúng ta gặp mặt, ai là người bị suy nhược, bất tỉnh trước mặt anh. Chuyện đã 3 năm rồi đó, 3 năm trước suy dinh dưỡng, 3 năm sau vẫn suy dinh dưỡng. Quách Khả Nhiên, em đúng là vô dụng quá, ăn thêm để bổ sung vitamin đi nha. Bác sĩ Trương, chỉ có con là có thể đối phó được với đứa con ngang ngược này của dì có thể xem xét việc gả cô ấy cho con. Con đảm bảo trong 3 tháng thôi sẽ nuôi cô ấy béo như lợn cho xem. Vậy được, ngày mai, hai đứa kết hôn luôn đi. Trong lúc ta còn sống, có thể dự đám cưới của hai đứa. Mẹ, đang nói linh tinh gì vậy? Ăn miếng táo này đi. Còn anh nữa, anh ăn từ từ khéo mắc nghẹn. Rất là cảm ơn. Bác sĩ Trương, sức khỏe của mẹ em có khả năng ra nước ngoài điều trị được không? Không phải là em định tránh mặt anh đó chứ? Không phải, em biết những lời anh nói chỉ là để cho mẹ em vui. Em không để ý đâu. Vậy em xem như anh đang nói đùa cũng được. Em xin lỗi. Xin lỗi, anh mới là người phải nói câu đó. Dì Lan chỉ sống được 3 tháng nữa, em cũng nên đừng quá đau buồn. Sao thế được, tình trạng mẹ em hiện giờ rất tốt mà. Thật ra bà ấy luôn cố giả vờ trước mặt em. Vậy thì hãy tiếp tục làm phẫu thuật đi. Bao nhiêu tiền em cũng sẽ kiếm đủ mà. Nếu chỉ cần phẫu thuật mà mọi chuyện được giải quyết, thì anh cũng không nói với em như vậy làm gì. Hơn nữa, vấn đề tiền bạc đôi khi cũng không quan trọng trong chuyện sinh tử. Việc của bác sĩ là cướp lại mạng sống của bệnh nhân từ tay thần chết. Nhưng mà, không phải lúc nào cũng thành công được. Anh xin lỗi, lần này, anh thực sự chịu rồi. Khả Nhiên, ngày mai nhớ đến đúng giờ đấy. Mẹ, Cố Nhị gia, cậu Cố đúng là người tốt. Cậu ấy đại diện công ty đến thăm mẹ. Ở công ty, con cố gắng chăm chỉ nha. Tôi đã có WeChat của mẹ cô. Nếu ngày mai vẫn chưa thấy hợp đồng, tôi sẽ gửi hình cho mẹ của cô. Cố Thiên Hải, anh không buông tha cho tôi. Vậy tôi sẽ đưa giấy tờ giả cho anh. Cùng lắm tôi cũng sẽ cùng kéo anh vào tù. Cô làm gì với máy tính của tôi? Bằng chứng ở ngay trước mặt anh rồi. Cô ta đang làm giả một số giấy tờ quan trọng. Phải gọi cảnh sát bắt cô ta. Đừng gọi cảnh sát, nghe cô ấy giải thích đã. Ngự Tiêu Ca, cô ấy phản bội anh, giống như lúc còn nhỏ. Anh tin tưởng người lái xe, đưa tiền cho ông ta chữa bệnh cho con gái. Nhưng sau khi lấy tiền, ông ta vẫn bắt cóc anh. Quách Khả Nhiên,
Những năm qua tôi đối xử với cô đâu có tệ, không tiếc công sức chỉ dạy cô trong công việc, tiền bạc thì cũng chưa bao giờ thiếu một đồng, tại sao cô lại phản bội tôi? Tôi không phản bội. Chứng cứ rành rành ở đây, cô còn cãi được sao? Cố Ngự Tiêu, nếu như anh chịu nhìn vào màn hình và quan sát kỹ thì sẽ biết tôi không hề phản bội, nhưng anh cứ một mực nghe theo lời Tô Bạch Dư lăng mạ tôi, vậy thì tôi giải thích có ích gì chứ? Nếu anh đã nhìn thấy hết rồi thì còn hỏi tôi làm gì, trực tiếp gọi điện báo cảnh sát hay là đuổi việc thì tùy ý anh. Ước gì tôi không nhìn thấy cô làm giả con dấu, cô là cánh tay phải đắc lực của anh Ngự Tiêu, sao có thể vì tiền mà phản bội anh ấy chứ? Cô chắc là mình không có gì để nói chứ? Được thôi, báo cảnh sát hay sa thải thì quá nhẹ cho cô rồi, trước khi hợp đồng hết hạn, cô phải chuyển xuống làm nhân viên bán hàng ở chi nhánh bất động sản. Đây là một sự khoan dung sao? Nếu không hoàn thành được chỉ tiêu bán hàng, cô phải đền tiền theo hợp đồng. Cô đến đó làm việc nhưng vẫn phải hoàn thành việc ở đây. Anh công tư không phân minh, nếu cô công tư phân minh thì đã không làm ra chuyện ngu ngốc này. Không được. Tô Bạch Dư, em nghĩ hình phạt như vậy là quá nặng, chỉ cần tát cô ấy là đủ rồi. Thư ký Quách, chỉ là nhất thời bị che mắt bởi đồng tiền. Ngự Tiêu ca, anh tha thứ cho cô ấy đi. Mọi sai lầm đều phải trả giá, cô không cần làm việc ở đây. Biến đi. Đừng để tôi nhìn thấy mặt cô lần nữa. Tôi sẽ xử lý chuyện này, có Lý Quan tôi ở đây, cô ta sẽ không có những ngày tháng được yên ổn đâu, ép cô ta phải từ chức trong vòng 1 tháng. Tô tiểu thư yên tâm, nếu trong vòng 1 tháng cô ta vẫn còn trụ ở đây thì tên của tôi sẽ bị viết ngược, đây là vị trí của cô Quách. Quét hết tài liệu này vào máy tính, cô cứ làm cái này trước, ngày mai sẽ bắt đầu làm việc chính thức. 3 năm trước, 5 năm, 10 năm, theo quy định của công ty, những tài liệu này đáng ra nên bị tiêu hủy rồi chứ, quản lý anh nhầm lẫn gì rồi. Tôi bảo gì thì cô cứ làm như vậy đi. Nếu mà không làm được thì cuốn gói rời khỏi đây đi. Thưa quản lý, thứ nhất hợp đồng chính thức của tôi là trưởng thư ký ở tập đoàn chính, anh không có quyền sa thải tôi đâu. Thứ hai, công việc của tôi đến đây là nhân viên bán hàng, không phải là nhân viên xử lý tài liệu ở đây, việc lưu trữ dữ liệu này không nằm trong bổn phận của tôi. Cô nghĩ mình vẫn là thư ký của tổng giám đốc sao? Cô chỉ là rác thải của tập đoàn. Rác hay không thì cũng chẳng cần anh phải bận tâm, tôi đã quen với việc kinh doanh, tôi bắt đầu ngay đây. Đợi đã, chúng tôi có quy định trước khi thực hiện đầy đủ các nguyên tắc đào tạo thì không được phép bán hàng, việc đầu tiên của cô là phải đi phát tờ rơi trước. Cô làm cái gì vậy? Việc còn làm chưa xong, hoảng hốt cái gì? Anh giúp tôi phát cái này, tôi có việc đi trước đã. Cô nên nhớ giờ cô không còn là thư ký tổng giám đốc nữa. Lo mà làm tốt chuyện này đi. Còn nữa, phải liếm sạch giày cho tôi. Anh dám nói thư ký của tôi vậy sao? Tôi xin lỗi. Tôi không biết, là thư ký Quách đến đây để trải nghiệm công việc bán hàng. Quách Khả Nhiên, cô cứ xem như việc cô bị đẩy tới đây là do tôi hiểu lầm, chỉ là trải nghiệm bán hàng. Cứ cho là hiểu lầm, nhưng anh xem, đến việc phát tờ rơi tôi còn không làm được. Cô theo tôi đã 3 năm, đến việc nhỏ này cũng không xử lý được. Tôi sẽ tiếp tục. Cô không thích làm người hầu cho tôi sao? Buông ra. Thư ký Quách, nếu cô thích làm công việc này đến như vậy thì hãy nhặt hết đống rác ở đây luôn đi. Cố Ngự Tiêu, anh đúng là đồ biến thái. Tờ rơi hay rác đều phải nhặt hết, sau đó dọn dẹp luôn. Tôi cho phép anh nói sao? Lời Cố Tổng luôn luôn đúng, tôi xin lỗi. Cô cũng giỏi thật, lương thì top đầu công ty, vẫn để mình bị suy dinh dưỡng, do cơ thể tôi hấp thụ không tốt, do cơ địa của mỗi người. Cô nên chú ý đến chuyện ăn uống đủ chất, đến giờ ăn tối rồi, anh đi mua gì cho cô ấy ăn đi, cô ta sao? Có việc này, cũng nhờ đến tôi. Cô đừng lo, bạn trai cô nói vậy chứ thực chất rất quan tâm đấy, lúc đưa cô đến đây, anh ta lo lắng tới mức định đốt luôn cả bệnh viện. Anh ta không quan tâm gì đến tôi đâu, chỉ là làm tròn trách nhiệm về mặt đạo đức thôi. Nếu thực sự như vậy thì anh ta chẳng chờ cho đến lúc cô tỉnh dậy đâu, anh ta chỉ nổi nóng. Vì cô không quan tâm đến bản thân của mình, cô cứ chuyển nước ở đây, lát nữa anh ta sẽ mang đồ ăn tới cho cô thôi. Anh ấy thực sự quan tâm mình sao? Sao vẫn chưa quay lại chứ? Cố Tổng. Cố Tổng. Em đang đợi ai khác hay sao? Đó là ông chủ của em, sao anh lại ở đây? Đồng nghiệp của anh nói đã nhìn thấy em, thế là vừa xong việc anh liền chạy đến đây đó, còn mang cho em chút cháo, không muộn chứ? Có cháo là tốt rồi. Em đang truyền nước nên không tiện, để anh đút cho.
Không cần đâu, chút chuyện nhỏ ý mà. Bệnh nhân thì cần được chăm sóc tốt. Anh làm gì vậy? Cố tổng, anh làm gì mà mua nhiều đồ ăn như vậy, tôi ăn vậy sẽ chết mất. Chỉ là ít tiền lẻ, tôi mua thêm cho A Cẩu. Cô ấy vẫn chưa khỏe, không ăn được mấy thứ này đâu, hiện giờ cháo vẫn là thứ thích hợp nhất. Như vậy cơ thể mới dễ hấp thụ được, để em tự ăn, cô làm gì mà để ra như vậy, tại không ăn sáng, mà cứ đi làm, không ăn sáng, ngất là đáng đời. Ráng mà chịu đi. Chịu cái gì mà chịu, ăn chút cháo sẽ nhanh chóng hồi sức lại thôi. Cô ngất xỉu trong giờ làm việc, nếu ai đó đồn công ty bóc lột cô thì sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của tập đoàn. Là trách nhiệm của tôi. Cháo là tôi mua. Giờ tôi sẽ mua lại của anh, sẽ trả cho anh gấp đôi. Tôi từ chối, bao nhiêu tiền cũng không bán. Hay để em tự ăn. Chứ thế này, im miệng. Biến đi. Bệnh viện này không phải là của Cố Thị nhà anh, tôi trả tiền viện phí cho phòng này, bệnh nhân là bạn tôi, không chỉ là bạn, bác sĩ Trương còn là bác sĩ chính của mẹ tôi. Bác sĩ Trương đúng là bậc thầy y đức, chăm sóc bệnh nhân rồi chăm sóc luôn cả người nhà bệnh nhân sao, Cố tổng thật khó tính, không cho nhân viên ăn tối, còn can thiệp vào đời sống riêng tư, ăn chậm thôi, có ông chủ như vậy chắc là áp lực lắm, là quan tâm cấp dưới, chuyện nhân viên của tôi, anh xen vào làm gì? Tôi có thể tự ăn. Dạ dày em không tốt nên ăn từ từ, bác sĩ Trương. Anh không cần đi thăm các bệnh nhân khác sao? Sao phải đi, Cố tổng, không phải công ty đang rất nhiều việc sao? Được, tôi sẽ đến ngay. Biến đi. Anh có ca phẫu thuật gấp cần phải đi, em ở lại nghỉ ngơi cho thật tốt nha. Lùi lại, ai cho anh động vào nhân viên của tôi, có tin tôi bẻ gãy nó luôn không, Cố Ngự Tiêu. Tên điên. Chăm sóc tốt cho bản thân, đừng trông chờ gì vào người này, không tốt đâu. Người đàn ông khác lên mặt với tôi, cô còn binh anh ta sao? Anh ấy là bác sĩ cầm dao mổ, sao anh có thể dọa bẻ tay anh ấy được? Cô bảo vệ anh ta. Anh ta không phải là cái máy ATM tiếp theo của cô đó chứ, chỉ là một bác sĩ, có đủ tiền để lo cho cô và mẹ không? Tôi khuyên cô nên biết thân biết phận của mình. Anh tính làm gì ở đây vậy? Cô cũng không tự soi gương đi. Tôi xin lỗi vì những chuyện hôm nay. Nếu không còn gì nữa, Cố tổng cũng nên về nhà nghỉ ngơi sớm. Ăn hết cháo, rồi mới tính tiếp. Cô đừng quên chúng ta vẫn còn thời hạn hợp đồng, ngoan ngoãn nghe lời, chính là nhiệm vụ của cô. Ăn đi. Phải ngoan như vậy. Ăn xong cháo thì theo tôi về nhà nghỉ ngơi, ngày mai hãy trở lại tập đoàn chính. Không phải anh đẩy tôi đến bán hàng rồi sao? Thế nào, cô nghiện đi phát tờ rơi rồi à? Hợp đồng sắp hết hạn rồi, tôi cũng không thể làm thư ký cả đời được, tôi muốn tự chủ hơn. Cô muốn mua một ngôi nhà bằng cách tìm một mỏ vàng mới sao? Cô còn chưa nghĩ đến chuyện đó, cô thử nghĩ còn ai đủ sức đứng ngang hàng với tôi. Thay vì tìm người mới, sao không cân nhắc đến lựa chọn ở lại? Có thật sự là tốt nếu như chúng ta gia hạn thêm 3 năm nữa không? Cô có thể thử. Tô tiểu thư đã trở về rồi, kẻ thay thế như tôi cũng đến lúc phải rời đi, thanh xuân của con gái rất quý giá. Tôi cũng không còn trẻ nữa, phải tìm người kết hôn rồi sinh con. Kết hôn và sinh con? Cô nghĩ sẽ tìm được sao? Tất nhiên là sẽ muộn hơn Cố tổng, tôi là một người nghiện tiền, cũng nhớ rõ điều kiện trong hợp đồng, sẽ không vi phạm đâu. Rất tốt. Sau khi chuyển nước xong thì về nhà theo hợp đồng. Nhưng tôi còn công việc. Nếu cô muốn làm thì cứ làm đi. Nhưng mà, nếu như không hoàn thành được chỉ tiêu bán hàng thì phải quay lại văn phòng tổng giám đốc. Cố tổng cứ yên tâm, tôi sẽ không gây thêm rắc rối cho anh, chỉ xa có một ngày mà đã ngất xỉu trước mặt tôi, nói không gây rắc rối cho tôi, cô chém gió cũng vừa phải thôi. Cô cố tình chịu khổ để quyến rũ tôi sao? Tôi cũng không thể cứ theo anh suốt được. Không phải là anh không nỡ xa tôi đó chứ? Cô có bao giờ nuôi thú cưng chưa? Có lẽ tôi xem phim ngôn tình hơi nhiều rồi, Cố tổng yên tâm, tôi vẫn đang chờ hết hợp đồng và lấy số tiền còn lại, sẽ làm tròn bổn phận cho đến lúc đó. Ăn đi, ăn xong rồi về khách sạn đợi tôi. Nếu Lý Quan không gọi điện thì tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra, cũng không biết Quách Khả Nhiên lại dụ dỗ anh Ngự Tiêu như vậy, ông có mặt ở đó, sao không ngăn cô ta lại, ta là tài xế riêng của con, nếu xuất hiện ở đó sẽ ảnh hưởng đến con mất, họ đã ở bên nhau được 3 năm rồi. Tiểu Dư à, nghe lời cha, Cố Ngự Tiêu không phải là người đàn ông tốt. Phong Yến Sơn, tôi là con gái nhà họ Tô, cha tôi là Tô Khải. Gửi những bức ảnh này cho Cố Thiên Hải.
Thư ký Quách. Hợp đồng với con dấu chính thức, khi nào thì cô đưa cho tôi? Tôi đã nói với anh từ đầu rồi. Cố tổng đã nghi ngờ đến chuyện này, bây giờ tôi cũng bị đẩy đến công ty bất động sản để bán hàng, không có cơ hội để tiếp cận với con dấu nữa, không có cơ hội để tiếp cận con dấu, nhưng lại có cơ hội tiếp cận với anh trai tôi, giả vờ trinh tiết trước mặt tôi, nhưng lại ngã vào vòng tay của anh ta. Thư ký Quách đúng là có kỹ nghệ quyến rũ đàn ông đó. Hay là để khi nào tôi trải nghiệm thử, nếu như anh đã biết tôi là người của cố tổng, thì anh cũng nên biết, anh trai anh rất ghét người khác động vào đồ của mình. Cho cô 3 ngày. Mau đưa con dấu cho tôi, cô cũng như Tô Bạch Dư, đừng nghĩ như vậy là có thể bước vào Cố gia chúng tôi, khi mẹ tôi về thì sớm muộn gì các người cũng sẽ biến khỏi đây thôi, ít nhất thì bây giờ tôi vẫn là người của Cố tổng. Được thôi, tôi sẽ đến bệnh viện cùng những tấm hình của cô và Cố Ngự Tiêu cho bà ta thấy, đứa con gái ngoan của bà ta đã làm những gì để có được tiền. Không, Cố Thiên Hải, anh đừng có làm bậy, cho cô 1 tuần, phải giao con dấu và hợp đồng cho tôi. Cô Quách, đến giờ họp rồi. Doanh số bán hàng trong tháng này, Quách Khả Nhiên, hiệu suất bằng 0, phải chịu phạt theo quy định. Quản lý, anh có biết cướp công của người khác ở nơi làm việc cũng là vi phạm luật lao động không? Tôi vừa mới bán một căn nhà lớn, sao có thể hiệu suất bằng 0 được? Rõ ràng là khách hàng của tôi chỉ nhờ cô tiếp khách giúp mình. Từ khi nào mà trở thành khách hàng của cô rồi, mỗi ngày làm việc, cô đều khiến tôi thấy ngứa mắt. Hôm nay, tôi sẽ thay mặt cha mẹ dạy cho cô một bài học, để cô biết thế nào là nhục nhã. Đủ rồi. Với loại hành vi bạo lực như này, tôi có thể gọi cảnh sát đến bắt cậu đấy. Việc này thì liên quan gì đến ông, tôi cứ thích quản đấy làm sao. Cô gái, gọi cảnh sát đi, tôi không muốn gọi cảnh sát, nhưng nhất định phải đòi lại công bằng cho mình. Lý Quan, trả lại thành tích cho tôi, cô đang dọa tôi đó sao? Cho dù tôi tốt bụng nhường lại cho cô, nhưng chỉ với phần nhỏ của tôi, cô cũng không thể hoàn thành chỉ tiêu tháng này. Sao lại như vậy chứ? Tôi vừa bán được căn nhà cả 1 triệu tệ, nhưng chỉ tiêu tháng này của cô là 5 triệu doanh thu bán nhà, 10 triệu doanh thu cho thuê. Chỉ tiêu của tôi tăng cao như vậy từ bao giờ chứ? Lương của họ là 2.000 một tháng, còn hợp đồng thư ký của cô là 20.000 một tháng, thì chỉ tiêu cũng phải nhân lên chứ. Sao mình không nghe nói, không lẽ là Cố Ngự Tiêu làm vậy để ép mình trở về, hay vẫn còn một ai đó muốn làm khó mình, có thưởng thì phải có phạt, đó là nguyên tắc cơ bản trong công ty. Trừng phạt những nhân viên không đạt chỉ tiêu, đó là quy định từ xưa rồi, không chịu được thì cô mau cút đi, có tôi ở đây ai dám làm bậy. Cô gái, tôi giúp cô. Không phải 5 căn. Tôi mua 10 căn. Ông tưởng mua nhà như mua rau à? Tùy tiện nói là có thể mua vài bó, đến bệnh viện tâm thần mà khám bệnh đi, cút cút cút. Đây là thẻ đen không giới hạn, thừa sức mua đủ 10 căn nhà. Đây là thẻ đặc biệt, chỉ những người có tài sản hàng tỷ đô mới có thể làm được. Có thể sao? Cảm ơn lòng tốt của chú. Nhưng vì chuyện vật này mà mua 10 căn nhà không đáng đâu, cảm ơn đã giúp đỡ cháu, chuyện này hãy để cháu tự giải quyết. Chú yên tâm, miễn là chú có đủ khả năng mua nhà, cháu hứa là sẽ phục vụ chu đáo nhất có thể. Ta mua 10 căn hộ để cho công ty làm ký túc xá, đó là đầu tư vào tài sản cố định, giờ tính doanh số cho cô ấy được rồi chứ? Tính, nhất định phải tính. Khách hàng lớn phải phục vụ cho tốt, còn chỉ tiêu thì sao, tất nhiên vẫn còn 5 căn cho thuê nữa. Đủ, đủ, vậy được rồi, anh phải ký trước hoàn thành chỉ tiêu cho tôi. Tôi chỉ mua từ cô Quách thôi. Anh bị sao vậy? Quách Khả Nhiên không chỉ hoàn thành chỉ tiêu bán hàng mà còn nhận được khoản hoa hồng lớn. Tôi đã cố gắng để làm khó dễ, ép cô ta từ chức. Không ngờ đột nhiên xuất hiện một lão già thối, trực tiếp mua giúp cô ta 10 căn hộ. Một lão già sao? Nhưng giúp cô ta cũng vô ích. Cho tôi thêm 1 tháng nữa, tôi sẽ giao chỉ tiêu tuần, ép cô ta phải bán 5 căn nhà mỗi tuần, chắc chắn sẽ không làm được. Vậy cho anh thêm 1 tháng nữa, nếu như không thành công, anh cũng sẽ không có thưởng của mình. Nhưng mà, nếu như cố tổng biết được chuyện này, thì sẽ không hay lắm, tôi là vị hôn thê của anh ấy, là bà chủ của anh, hiểu rồi. Vẫn còn sớm mà. Từ đây đến công ty bất động sản mất 2 giờ đồng hồ đi xe buýt. Tôi ném cô đi xa vậy, để cô biết nản mà quay đầu, Tô tiểu thư đã thế chỗ của tôi rồi. Xin lỗi vì đã thay thế cô ấy thời gian qua, tôi là người đã giành chỗ của cô ấy. Cô có vẻ giỏi trong việc giấu đi cảm xúc, hoàn thành chỉ tiêu cũng không tỏ ra phấn khích lắm. 10 căn nhà chứ chẳng ít, tìm được chỗ dựa mới rồi sao? Cố Ngự Tiêu, anh đừng nghĩ ai cũng vô sĩ giống như mình. Cô nghĩ tôi là người như vậy sao? Thả tôi ra. Vô sĩ? Tôi sẽ cho cô thấy thế nào là vô sĩ. Mau thay quần áo, đi với tôi đến gặp khách hàng lớn. Tiếp khách ngoài giờ không phải nhiệm vụ của tôi. Vừa bán được 10 căn nhà, đã kiêu ngạo rồi sao? Tuần này cô còn chưa bán được căn nhà nào.
mau thay quần áo nhanh đi, trang điểm chỉnh chu một chút rồi đi cùng tôi. Đây không phải là công việc bán hàng, tôi chẳng việc gì phải phục vụ như vậy. Khách hàng là thượng đế. Nếu như cô không muốn, thì biến khỏi đây đi. Khách hàng là thượng đế, nhưng cũng không thể dẫm lên pháp luật và đạo đức. Tôi đã tốt bụng giới thiệu cho cô một con đường tắt. Vậy mà vẫn nghi ngờ sao, cô nhìn lại mình có xứng được người ta để ý hay không? Không nói nữa, nhanh đi với tôi. Không đi, tôi không đến để rót rượu cho người ta. Không phải là rót rượu, mà là bàn chuyện làm ăn. Nếu cô không đi là sai quy định công ty đấy. Tôi có quyền trừ điểm cô, nếu điểm xuống không, thì cô cút được rồi. Được, tôi đi. Tùy cơ ứng biến, cùng lắm là chết thôi. Cô Quách không vui khi uống với tôi sao? Vui chứ, tất nhiên là vui rồi. Cô Quách là hoa khôi của phòng kinh doanh chúng tôi, vẫn còn chút e ngại. Cùng nâng ly nào, tôi mời anh. Tôi chỉ muốn cô Quách rót rượu thôi, đây là khách hàng lớn của chúng ta, cô phải chăm sóc cho tốt. Cô lạnh. Tôi nóng. Băng gặp lửa thì tan chảy, chúng ta phải hòa vào nhau. Mau xin lỗi cho tôi. Tôi thích cô, nhưng cũng đừng làm giá. Tiền tổng thích uống rượu như vậy. Được, tôi mời anh. Từ từ mà uống đi. Cô điên rồi sao? Đây là nơi công cộng. Tôi không chỉ thích uống rượu, tôi còn thích xem người khác uống rượu. Mở miệng cô ta ra cho tôi. Thế nào cô gái nhỏ, đủ để làm cô nóng lên chưa? Tôi đưa cô ta đến khách sạn được chứ? Tiền tổng. Chúng tôi cũng là nhân viên kinh doanh, chuyện này có chút thiếu cái gì đó. Đợi đến khi tôi thưởng thức xong, chắc chắn sẽ mua vài căn ở chỗ cậu. Ban ngày ban mặt, ông tính làm gì vậy? Thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp được cố tổng ở đây. Cậu có thể trả cô ấy cho tôi mượn một tiếng được không? Nửa tiếng cũng được. Tôi hỏi ông, chuyện này là thế nào? Cô ấy là bạn gái của tôi sẽ đưa cô ấy về nhà. Người của tôi, từ khi nào là bạn gái của ông vậy? Người của cố tổng. Là cậu ta lừa tôi là cô Quách đến đây phục vụ để nhờ tôi mua giúp hai căn biệt thự. Tôi không biết cô Quách là, cố tổng, là lỗi của tôi xin lỗi, làm ơn tha cho tôi, cố tổng, tôi cũng sai rồi. Làm ơn tha cho tôi, anh bị sa thải. Tiền tổng. Ông có thể đi. Cố tổng, sao anh có thể để họ đi như vậy, động vào người của tôi, họ phải sống không bằng chết. Đúng là rắc rối. Đừng mà. Đừng động đậy. Nằm yên đi. Đồ kinh tởm. Kinh tởm, tôi mà không tìm được cô, thì cô gặp chuyện rồi. Đừng động vào tôi. Đủ rồi. Cô mà giết tôi, thì ai cứu mẹ cô? Cố tổng. Là anh sao? Chứ cô nghĩ còn ai vào đây? Đừng có động vào. Cô vừa đâm tôi rồi còn khóc sao? Được rồi. Đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi. Tôi bị họ ép uống say. Tôi nghĩ rằng anh là tiền tổng. Cô mang theo cái kéo này là để phòng thân sao? Tôi định sẽ tự tử nếu bị làm nhục. Cô biết sẽ gặp nguy hiểm, sao còn đi chứ? Nếu như tôi không đến kịp lúc, là cô tiêu rồi. Anh ta nói là quy định công ty. Tôi không thể không đi. Tôi không còn là thư ký chính của anh nữa, giờ chỉ là nhân viên bán hàng. Tôi bảo cô trở lại văn phòng giám đốc, cô không muốn, giờ đi đổ lỗi do phải làm nhân viên bán hàng. Hợp đồng sắp hết hạn rồi, không phù hợp để anh đối xử đặc biệt với tôi nữa. Cố tổng, vết thương của anh đang chảy máu. Để tôi băng bó lại cho. Ngày mai trở về tập đoàn, tiếp tục làm thư ký của tôi. Tôi sẽ bảo phòng nhân sự gia hạn lại hợp đồng. Cảm ơn. Nhưng Tô tiểu thư đã về rồi, tôi không phù hợp ở đó nữa. Phù hợp hay không? Chỉ cần cô thích là được.
tôi sẽ băng vết thương cho anh. Nếu cô không muốn quay lại, thì chuyện như hôm nay vẫn sẽ có thể tiếp diễn. Quy định ở công ty và những nguyên tắc bất thành văn, sau này tôi sẽ không bồng bột như vậy nữa. Không bồng bột nữa. Vậy lần sau cô có định bán mình nữa không? Lần sau tôi sẽ chú ý an toàn hơn. Một cô gái chân yếu tay mềm như cô đủ sức chống lại lũ đàn ông cuồng bạo không? Từ từ sẽ quen. Cũng đúng. Tôi vẫn nhớ. Thứ cô làm tốt nhất chính là bán hàng mà, 3 năm trước, bây giờ vẫn không thay đổi. Bán cho ai cũng thế, vậy thì bán cho người quen đi, tối nay phục vụ tôi cho tốt. Ngày mai tôi sẽ mua giúp cô 2 biệt thự. Anh điên à? Đúng. Điên rồi. Tôi sẽ băng lại giúp anh. Không cần. Lo cho tôi như vậy thì chủ động hơn đi. Khả Nhiên, cậu xem tin tức chưa? Tin tức gì vậy? Tiền tổng và tên quản lý đều bị tiểu đời cả rồi. Công ty của tiền tổng bị vạch trần trốn thuế, dùng bạo lực để cướp đoạt và nhiều tội danh khác. Còn tên quản lý, hắn bị buộc tội lừa đảo chiếm đoạt nhà và xe của khách hàng, còn thêm vài tội danh bạo hành phụ nữ nữa. Công ty của ông tiền tiêu rồi, với số tội danh đó đi tù ít nhất phải vài năm. Đúng vậy. Tớ còn nghe nói trước khi bị bắt, ông ta đã được đám chủ nợ tẩn cho một trận, vô tình làm chỗ đó hỏng luôn rồi, không ngờ chuyện vui đến nhanh vậy. Nhưng mà, người có thể đạp đổ ông tiền trong một đêm này là ai? Tất nhiên là Cố Tổng rồi, cậu là cục cưng của anh ấy, những kẻ bắt nạt cậu sao có thể yên ổn được chứ? Nhưng cái kết của tên quản lý có chút khó hiểu. Tớ chỉ nghe nói anh ta bị đuổi việc, anh ta bị cắt chức vì tội nhận hối lộ và đuổi khỏi công ty, nhưng lại bị tai nạn và qua đời vào chiều hôm qua, đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được thủ phạm, không phải Cố Tổng đã làm chuyện này đó chứ? Cái này, tuy Cố Tổng là người rất nóng tính, nhưng cũng sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng người khác, mà khi nào cậu trở lại làm việc, không về nữa, cậu ở lại làm việc chăm chỉ nha. Cậu là người của Cố Tổng, không lẽ không quay lại được sao? Không còn bao lâu nữa. Cũng đúng. Cố Tổng và Tô Tiểu Thư sắp đính hôn rồi. Tớ xin lỗi. Tại mọi người ở công ty đều đang lan truyền tin tức này, nếu không đến với nhau, vậy rời xa sớm một chút cũng tốt. Cảm ơn bạn tốt của tớ, cho dù sau này chúng ta không làm cùng văn phòng, nhưng vẫn sẽ giúp đỡ lẫn nhau, nhất định là vậy. Hồ sơ đã chuẩn bị xong, tất cả 10 căn hộ đều sẽ thuộc về Trương Thị, thật sự cảm ơn chú, rất tốt. Có cô Quách đảm bảo, tôi rất an tâm, tôi thấy cô Quách rất có năng lực, lại chăm chỉ như vậy, cô có muốn làm việc ở công ty chúng tôi không? Cô có thể tùy ý lựa chọn bất cứ căn nhà nào trong đó, lập tức sẽ chuyển sang tên cho cô, chú đang đùa đấy sao, thật xin lỗi vì đã điều tra cô. Cô Quách đã làm việc ở công ty này được 3 năm rồi. Chúng tôi đánh giá cao năng lực của cô, chỉ cần cô đồng ý, chúng tôi có thể trả cô lương gấp đôi. Tôi biết tập đoàn Trương Thị chỉ nhận nam giới, hơn nữa tôi chưa từng gặp ông chủ của Trương Thị, chắc ông ấy không để ý đến tôi đâu. Không phải là chủ tịch quan tâm đến cô, mà là người thừa kế của Trương Thị, Trương Thiếu Gia. Cô Quách, chỉ cần cô sẵn sàng, vị trí trợ lý tổng giám đốc hoặc bất kỳ chức vụ trong ban giám đốc, cô đều có thể chọn. Tôi và Trương Thiếu Gia có quen nhau sao? Việc mua nhà cũng là chủ ý của cậu ấy, nếu như Quách tiểu thư muốn cảm ơn, có thể trực tiếp gặp cậu ấy. Quả nhiên, không có bữa trưa nào là miễn phí. Bác sĩ Trương, anh thích em gọi mình là Minh Xuân hơn. Không ngờ anh không chỉ là bác sĩ nổi tiếng, mà còn là người thừa kế Trương Thị. Trước đây anh từng không muốn nhận quyền thừa kế này, nhưng bây giờ anh lại đổi ý. Vậy anh định nghỉ việc ở bệnh viện sao? Bệnh viện đó vốn là của anh, nên anh từ chức hay không cũng không quan trọng. Về chuyện của mẹ em cứ yên tâm, bà ấy là bệnh nhân của anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Cảm ơn anh, đều là bạn bè, đừng khách sáo. Là anh đã yêu cầu người quản gia mua mấy căn hộ mà em bán sao, anh thấy em gặp khó nên đã ra tay giúp đỡ. Giờ đến lượt của em, hãy đến Trương Thị giúp đỡ lại cho anh. Anh đừng đùa như vậy, em chỉ là nhân viên bình thường, không đáng để anh tin tưởng đưa vào Trương Thị đâu. Anh giúp em quá nhiều rồi, em cảm ơn anh không hề đùa, thế giới này rất rộng lớn, nhưng anh chỉ tin em. Nhưng em chỉ là thư ký, em đừng chôn vùi ở Lục Thị, anh đã có một đội ngũ chuyên gia, đánh giá năng lực làm việc của em, kết quả rất đáng khâm phục. Để em làm thư ký, đúng là lãng phí tài năng, em hãy làm trợ lý cho anh, đợi sau khi anh hoàn thành tiếp quản Trương Thị, anh trở thành chủ tịch, em sẽ là tổng giám đốc. Nhưng mà... Về chuyện vũng lầy Cố Thị, em không cần phải lo lắng, anh sẽ giúp em bồi thường hợp đồng. Em muốn đợi kết thúc hợp đồng, sau đó sẽ đến Trương Thị. Một quyết định khôn ngoan. Nhưng ở Trương Thị,
ngoại trừ vị trí tổng giám đốc, em có thể cân nhắc đến vị trí phu nhân chủ tịch. Anh chỉ đùa thôi, ông anh đã 80 rồi, cho dù em quan tâm, ông ấy cũng không có khả năng đó. Hợp tác vui vẻ. Chú Châu, chú chuẩn bị hợp đồng đi. Thiếu gia, tôi muốn nhắc cậu, cậu vẫn thiếu bạn đồng hành trong bữa tiệc tối mai. Tôi thấy cô Quách đi cùng với cậu là hợp lý nhất. Em không nghe lầm chứ, chú ấy nói muốn em cùng anh tham gia bữa tiệc tối mai. Không ổn đâu, dù sao em vẫn đang là nhân viên của Cố Thị. Cố Ngự Tiêu đã có hẹn với Tô tiểu thư của Tô gia, anh ta sẽ không đến đâu. Không phải cô muốn cảm ơn cậu ấy sao? Anh không cần em cảm ơn đâu. Anh là người thừa kế của Trương Thị, sao không ai để ý đến anh vậy? Từ nhỏ anh đã đi du học ở nước ngoài, ở trong nước không nhiều người biết đến anh. Nếu như em vẫn chưa thấy náo nhiệt, vậy anh sẽ tìm người chủ trì bữa tiệc, nhờ anh ta giới thiệu anh với mọi người, không cần như vậy đâu. Ây da, không phải thư ký Quách sao, lại tìm được mối mới ngon hơn rồi à? Thư ký của Cố Tổng, sao nhìn cô ta chẳng có tí mông tí ngực nào vậy? Đỡ hơn mấy người toàn thân phủ đầy silicon, cẩn thận kẻo bị ngã, nó vỡ đấy. Anh ta xúc phạm em. Cút đi, tôi không cần đồ giả. Anh Cố, em là thật mà, tất cả đều là thật. Mũi cô bị vẹo kìa. Anh Cố, họ bắt nạt em. Đi thôi. Thư ký Quách có người mới, liền quên đi người cũ rồi sao? Giờ tôi không còn là thư ký của Cố Tổng nữa. Đúng rồi, tôi quên mất bây giờ cô là nhân viên bán hàng cao cấp của công ty. Đây không phải là khách hàng cô bán cả nhà lẫn thân sao? Trương Tổng, chúng ta đi. Đừng để ý anh ta, tôi cho cô đi chưa? Cố Nhị Thiếu, đừng làm mất mặt Cố Thị như vậy, cái loại đồ cũ như cô mà cũng dám lên mặt với tôi. Tôi thay mặt phụ huynh dạy dỗ lại anh. Anh là cái thá gì, cũng dám giáo dục tôi. Đủ rồi, đừng có gây rối nữa. Người gây rối là anh ta, cô có tin chỉ trong một đêm Cố gia có thể khiến anh ta bị hủy hoại không? Anh nghĩ Cố Ngự Tiêu vì anh mà sẽ đối đầu với Trương gia sao, con khốn nhà cô. Cố Thiên Hải, cậu làm loạn ở đây vẫn chưa đủ sao? Đại ca, sao anh lại ở đây? Người chủ trì sợ cậu phá hỏng bữa tiệc, nên nhờ tôi đến, mau cút về nhà. Anh ta không thể đi dễ dàng như vậy, cậu ta đã xúc phạm người thừa kế của Trương Thị, tất nhiên phải xin lỗi. Tôi xin lỗi. Còn có bạn đồng hành của tôi, Quách Tiểu Thư. Cố Nhị Tổng uống nhiều rồi, không cần xin lỗi đâu, tôi bỏ qua mà, cô không có quyền quyết định chuyện này. Mau qua đây. Anh bị mù à, cô ta là loại người có thể lên giường với bất cứ ai. Một là xin lỗi, hai là cút ra nước ngoài. Anh vì cô ta mà đánh tôi nhắc lại lần nữa, mau xin lỗi, tôi xin lỗi, vừa lòng anh chưa? Tôi hài lòng rồi, Cố Tổng, mọi người đều đang nhìn, đừng làm mất mặt Cố Thị. Cút. Đợi một chút. Cố Nhị Thiếu rất thích uống rượu. Tôi mời anh một ly. Mẹ nó. Chưa có ai dám xúc phạm tôi như vậy. Đừng tự biến mình thành trò cười, cút đi. Các người đợi đó cho tôi. Đi thôi. Trương Thiếu Gia, người thư kế Trương Thị, lại là bác sĩ nổi tiếng thế giới, anh giấu rất kỹ đấy. Tôi thích yên bình, Cố Tổng thích náo nhiệt. Con đường của chúng ta vốn khác nhau, phiền anh trả cô ấy lại cho tôi. Thư ký Quách là nhân viên của Cố Thị, không thích hợp đi cùng người thừa kế Trương Thị. Chỉ là bữa tiệc thôi mà, đừng mang những chuyện không liên quan vào đây. Hơn nữa, cô ấy cũng không còn là thư ký của anh. Tôi bảo cô đến công ty bất động sản để thăm dò. Sao giờ thành nhân viên bán hàng rồi, anh đẩy tôi đi mà. Cô nhận được lệnh điều động chính thức của phòng nhân sự chưa? Kết thúc công tác, ngày mai cô quay lại trụ sở chính làm việc. À đúng rồi, tối nay thư ký Quách phải về công ty với tôi, còn vài tài liệu chưa xử lý, Cố Tổng. Theo luật lao động, bóc lột nhân viên là bất hợp pháp đấy, mỗi giờ tăng ca, lương thưởng đầy đủ. Luật lao động cũng có đấy, đúng không thư ký Quách? Hợp đồng của chúng ta vẫn chưa hết hạn, anh đang đe dọa tôi tin là thư ký Quách sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt. Khả nhiên, nếu em gặp khó khăn gì, anh đều có thể giúp em. Bác sĩ Trương, em thật sự phải quay lại công ty để giải quyết một số việc.
Cố tổng, hình như đây không giống chỗ làm việc cho lắm. Quách Khả Nhiên, cô dám công khai qua lại với người đàn ông khác trước mặt tôi? Cô làm điều này từ khi nào? Tôi không có, cô nghĩ tôi tin sao? Lão già họ Trương rất coi trọng đứa cháu trai này, từ nhỏ đã giấu danh tính rất kỹ, không ngờ cô lại phát hiện được, cô đúng là lợi hại. Chẳng trách không muốn ở cạnh tôi, tôi cũng chỉ mới biết danh tính của bác sĩ Trương vào hôm nay, vừa biết được cô liền theo chân anh ta đến dự tiệc. Cô thật sự nghĩ mình có thể một bước hóa thành Phượng Hoàng sao? Với anh ấy thì chưa chắc, nhưng với anh thì chắc chắn không thể. Cố tổng, hợp đồng chỉ còn một tháng, chúng ta chia tay trong hòa bình được không? Cô nóng lòng muốn rời xa tôi như vậy sao? Anh ta có biết về hợp đồng của chúng ta không? Lúc nào cũng lấy hợp đồng ra dọa tôi. Anh không mệt sao? Liên tục tìm kiếm mối mới, cô không mệt sao? Hóa ra trong mắt anh, tôi là loại người bán thân như vậy sao? Tiếp tục gia hạn thêm 3 năm, tiền cô nhận sẽ tăng gấp đôi. Rời xa anh, tôi vẫn sẽ có được. Tuy Cố tổng rất giàu có và quyền lực, nhưng bác sĩ Trương hứa không chỉ cho tôi tiền. Đám cưới của anh sắp diễn ra, tôi không muốn mình làm kỳ đà cảng mũi. Chuyện đám cưới của tôi chưa đến lượt cô quyết định, đừng quên hợp đồng vẫn còn. Tôi có quyền đơn phương gia hạn thời gian. Mau thay quần áo, cùng tôi quay lại trụ sở chính, nhưng công việc của tôi đã được giao cho Tô tiểu thư. Công việc của cô, do tôi quyết định. Thư ký Quách sẽ quay lại làm việc, vẫn vị trí cũ. Chỗ ngồi thì vẫn còn, nhưng công việc thì không thể phân chia được. Hình như bộ phận nhân sự đang thiếu người, tôi có thể đến đó hỗ trợ. Thư ký Quách đã làm việc với tôi được 3 năm. Cô ấy hiểu rõ thói quen của tôi, thời gian này hãy làm trợ lý đời sống cho tôi. Lấy cho tôi một tách cà phê, chuẩn bị cho cuộc họp lúc 10 giờ. Chào mừng trở lại. Đường Thư Thư, cô không nghe có cuộc họp lúc 10 giờ sao, mau đi chuẩn bị. Thư ký Quách quả nhiên rất lợi hại, muốn đến là đến, muốn đi là đi, làm công ăn lương đâu có dễ dàng, văn phòng này không nuôi người rảnh rỗi. Sau khi lấy cà phê, dọn dẹp văn phòng này cho tôi, công ty có nhân viên vệ sinh mà, bọn họ làm không tốt, cô biết mà, Cố tổng yêu cầu rất cao về vấn đề vệ sinh trong công ty. Thư ký Quách mang trọng trách là trợ lý đời sống cho Cố tổng, cô cũng nên nhận trách nhiệm cho chuyện này, cô phải tăng ca để dọn dẹp văn phòng, cô là thư ký trưởng. Cô nói gì cũng đúng, đợi đến vài tháng sau, khi nào tôi trở thành Cố phu nhân, thư ký Quách không cần phải vất vả nữa rồi, cô nhớ phải đến dự đám cưới của tôi và Cố tổng đấy. Nhất định. Nếu cô không còn gì dặn dò, tôi xin đi pha cà phê cho Cố tổng trước lúc 9 giờ 30 phút. Cố tổng phải dùng cà phê do tôi đặc biệt pha, cô dám cướp anh ngự tiêu của tôi, cuộc sống của cô sẽ tồi tệ hơn cả cái chết. Đợi đã. Đọc nhanh cái này, rồi đi học với tôi. Cô rất phù hợp với vị trí thư ký trưởng. Tô tiểu thư cũng rất phù hợp, hơn nữa cô ấy là hôn thê của anh. Những chuyện này không liên quan đến cô, mau đi họp với tôi. Trợ lý đời sống không thích hợp để tham gia cuộc họp. Cô mau đi dọn vệ sinh, là Cố tổng yêu cầu tôi tham gia, tôi là thư ký trưởng, không sai bảo cô được sao? Thư ký Quách, mới không gặp vài ngày, cô lại trở nên thiếu chuyên nghiệp như vậy sao? Mệnh lệnh của Cố tổng. Lời của tôi chính là lệnh của Cố tổng, không tin cô có thể đi hỏi anh ấy. Cô nói rất đúng. Thư ký Quách đâu? Cô ấy nói mình là trợ lý đời sống, không thích hợp tham gia cuộc họp. Bảo cô ấy mang cà phê đến đây. Em sẽ đi lấy, em biết anh thích gì mà. Em muốn đổi chỗ với cô ấy, chỉ là thư ký Quách hiện giờ không có ở công ty. Cô ấy nói mình phải ra ngoài ăn sáng. Tiếp tục cuộc họp. Gọi cho Quách Khả Nhiên, bảo cô ta mang cà phê đến cho tôi. Thư ký Quách, tôi là nhân viên của Star Coffee, cà phê mà Cố tổng đặt đã đến rồi, cô có thể đến lấy nó được không? Star Coffee, tôi phải mất nhiều thời gian để đến đó, nhờ người giao hàng mang nó đến đây được không? Như vậy không ổn lắm, Cố tổng báo đích thân cô đến lấy. Như vậy không phải là ép người quá đáng sao? Tôi sẽ hỏi anh ấy, sau đó sẽ gọi lại. Tiểu Dư, ta đã bảo cô ta đến lấy cà phê, nhưng cô ta nói muốn đi hỏi Cố tổng, mấy việc vặt này cũng phải nhờ đến tôi. Không phải cô đi lấy cà phê sao? Còn ở đây làm gì? Cà phê có thể nhờ người giao hàng. Việc gì tôi phải trực tiếp đến lấy? Cô tưởng tôi bị ngốc sao? Tôi không có nói đùa, những thứ mà anh ngự tiêu dùng,
không được để người lạ chạm vào, kể cả là con người. Cô cắm cho anh ấy cái sừng to như vậy, cô vẫn nghĩ anh ấy sẽ đối xử với cô như trước sao? Cô biết rồi sao? Người giàu như anh Ngự Tiêu, có vài bạn gái cũng là bình thường. Hơn nữa sức khỏe tôi không tốt để phục vụ anh ấy, đã 3 năm rồi. Cô cũng nên cút đi. Nếu cô đã biết chuyện này rồi, thì tôi cũng nói rõ với cô, bất cứ lúc nào anh ấy bảo tôi rời đi thì tôi sẽ lập tức rời đi. Nhưng chuyện cô lúc nào cũng đánh người rồi hạ nhục tôi thì đừng có hòng. Không sao chứ. Cô không muốn đi lấy cà phê thì thôi đi, sao lại đánh người chứ, Quách Khả Nhiên. Cô làm gì vậy, tim em cảm thấy khó chịu quá, anh Ngự Tiêu, mau đưa em đến bệnh viện. Em nghỉ ngơi cho tốt, công ty còn có việc, anh đi trước đây. Không, anh Ngự Tiêu, em chỉ muốn anh, chỉ cần anh còn nhớ chuyện lúc nhỏ chúng ta bị bắt cóc không? Đêm đó trời rất lạnh, nhưng được ở trong vòng tay anh khiến em rất ấm áp, chuyện lúc nhỏ anh vẫn còn nhớ. Vì anh là cả thế giới đối với em, nên em đã không buông tay mặc cho bị bọn bắt cóc đánh đập, cho dù có chết em cũng sẽ bảo vệ anh. Nếu không phải tại anh thì em đã không ra nông nổi này. Tiểu Dư, anh nợ em mạng sống này, em không cần anh mắc nợ em, chỉ cần anh cưới em, Tiểu Dư à. Cố Tổng, cầu xin hãy cứu tôi. Cố Tổng, hay anh thuê tôi đi, năng lực làm việc cũng không tệ. Tôi cũng không thể cả đời ở bên anh không danh không phận, không phải anh thích tôi rồi đó chứ. Tôi xin lỗi, bọn họ ép tôi uống say. Tôi tưởng, anh là Tiền Tổng. Tim của em không tốt, đừng quá kích động, em nên nghỉ ngơi. Đừng suy nghĩ quá nhiều, khi nào xong việc anh sẽ đến thăm em. Ngự Tiêu ca. Thư ký Quách đâu rồi, đến Star Coffee để lấy hạt cà phê rồi. Càng ngày càng tự ý, chẳng có kỷ luật gì cả. Thông báo đến phòng nhân sự, thư ký Quách vắng không lý do. Thư ký Quách, cô đang ở đâu? Đi lấy cà phê theo lệnh của anh. Tôi bảo cô đến họp cô lại không đến, tự ý đi ra ngoài không có sự cho phép của tôi. Quách Khả Nhiên, chỉ mới vài ngày mà cô trở nên vô kỷ luật như vậy. Mau quay về cho tôi, cô làm sai nên tôi mới điều cô đến làm nhân viên bán hàng. Vừa quay lại cô đã kiêu ngạo như vậy, càng ngày càng to gan. Anh nói gì, tín hiệu không tốt, tôi nghe không rõ. Tô Tiểu Thư là cục cưng của anh, tôi là cái gai trong mắt anh, giận dỗi vô cớ, ai chịu được. Đừng hòng tôi bắt máy của anh. Cậu đang ở đâu? Cố Tổng đang thông báo với phòng nhân sự là cậu vắng mặt không có lý do. Tôi nghe Cố Tổng, điện thoại tôi vừa hỏng, 10 phút nữa sẽ có mặt. Cố Khả Nhiên, tốt nhất là cô đúng giờ. Cố Tổng, cà phê đặc biệt của anh đây. Mau thử đi. Cô còn biết đường quay lại à? Tôi sợ làm phiền lúc anh đang làm việc, phớt lờ mệnh lệnh của cấp trên. Vừa quen được Trương thiếu gia gì đó, là cô đã quên mất thân phận của mình rồi sao? Nói đi, bình thường miệng lưỡi cô sắc bén lắm mà, dù sao thì tôi có nói anh cũng đâu có tin. Cô không nói sao biết là tôi không tin, Tô Tiểu Thư không cho tôi vào phòng họp, bắt tôi đi lâu sàn, sau đó sai tôi đi lấy cà phê, còn giả vờ bị tôi đánh. Cái gì? Anh không tin chứ gì, chuyện này nói ra cũng khó mà tin được, ai cũng biết Tô Tiểu Thư hiền lành và cao quý. Sao có thể làm ra chuyện như vậy, còn tôi chỉ là tiểu tam bám chân Cố Tổng, người như tôi làm gì có quyền lên tiếng. Cô không phải tiểu tam. Anh xấu xa. Anh nói dối. Tôi không biết cô chịu nhiều bất công như vậy, sau này sẽ không như vậy. Cố Tổng, Tô Tiểu Thư lên cơn đau tim đang được cấp cứu, cậu mau đến đây đi, được, tôi đến ngay. Quách Khả Nhiên cô đừng ngu ngốc nữa, cô chỉ là kẻ thay thế cho người ta mà thôi. Anh Ngự Tiêu thế nào, sẽ đến ngay lập tức, bằng chứng Quách Khả Nhiên lừa dối Cố Ngự Tiêu. Đã gửi đến cho Cố Thiên Hải chưa? Đã gửi, còn kèm theo địa chỉ của Quách Khả Nhiên nữa. Quách Khả Nhiên, đợi cô bị làm nhục, xem anh Ngự Tiêu có còn muốn cô nữa không? Chuyện ở bệnh viện sắp xếp thế nào rồi? Sau khi uống thuốc con có thể đến phòng cấp cứu. Nhưng đại thiếu gia đã nói, nếu như lần này không đánh bại được Cố Ngự Tiêu, thì Tô gia sẽ liên hôn với gia đình khác, không thể để con hết giá trị lợi dụng như vậy. Đại ca đúng là đại ca, vì lợi ích có thể bất chấp tất cả. Theo ta thấy con nên bỏ cuộc đi. Cả đại thiếu gia và Cố Ngự Tiêu đều là những kẻ nhẫn tâm, chưa kể chuyện Cố Ngự Tiêu có quan hệ bất chính với cấp dưới nữa, anh Ngự Tiêu khác với đại ca. Hơn nữa, đứa con gái ngoài dã thú của Tô gia như tôi, có được công nhận hay không đều phụ thuộc vào chuyện này. Cố Ngự Tiêu là tia sáng duy nhất tôi có thể bám vào.
tôi nhất định phải có được anh ta, đưa thuốc cho tôi, thuốc này có thể nguy hiểm cho con, ta không thể đứng nhìn con tự làm tổn thương mình được, im miệng. Ai cho ông làm cậu của tôi, nếu không cưới được Cố Ngự Tiêu, tôi thà chết còn hơn, mau đưa thuốc đây. Mau gọi bác sĩ. Lúc tôi rời đi cô ấy vẫn đang ổn, sao đột nhiên lại ngất rồi, bác sĩ nói vết thương của tiểu thư vẫn chưa lành, may mà cấp cứu kịp thời, nếu không Cố Tổng đã không còn cơ hội gặp lại tiểu thư. Anh Ngự Tiêu, xin lỗi đã làm phiền anh, nếu em biết như vậy thì nên uống thuốc và nghỉ ngơi cho tốt. Bệnh của tiểu thư không phải uống thuốc và nghỉ ngơi là có thể khỏe lại, Cố Tổng và tiểu thư thích nhau, vậy hãy kết hôn đi, như vậy tâm bệnh của tiểu thư mới được chữa lành, mới có thể an tâm nghỉ ngơi. Chuyện của tiểu thư, khi nào đến lượt người hầu như ông lên tiếng, Ngự Tiêu ca, anh xuất sắc như vậy. Em sợ sẽ bị người khác cướp mất, em cũng sợ bệnh của em không thể cứu chữa được, hay là chúng ta kết hôn sớm có được không? Tiểu Dư, anh luôn xem em như em gái của mình, không, anh đã hứa là sẽ mãi mãi ở cạnh em mà, làm người thân của em. Mới là cách để anh luôn ở cạnh em, có phải anh vì Quách Khả Nhiên đúng chứ? Cô ấy chỉ là người thay thế cho em, anh vì bệnh của em, yên tâm, nhất định em sẽ sớm khỏi bệnh, mọi thứ Quách Khả Nhiên cho anh, em đều có thể, em từ từ nghỉ ngơi. Đừng quá kích động, lúc khác anh lại đến thăm em, Ngự Tiêu ca, xin anh đừng bỏ em. Nhị thiếu gia, anh đến đây làm gì? Quách Khả Nhiên, cô dám lấy con dấu giả để lừa tôi. Nhị thiếu gia, anh nghe tin đồn nhảm nhí này ở đâu vậy? Tôi vẫn đang cố đánh cắp con dấu từ Cố Tổng, hợp đồng vẫn còn đang ở đây, anh sao có thể nói như vậy? Chắc anh đến đây để tìm Cố Tổng, để tôi gọi anh ấy giúp anh. Dám lấy anh ta ra dọa tôi, cô muốn chết à? Tôi chỉ là nhắc nhở một chút, Cố Tổng sắp quay lại rồi. Cô lừa ai chứ? Anh trai tôi hiện đang ở chỗ chị dâu tương lai, còn lâu lắm mới quay lại. Cô chỉ là loại dơ bẩn, cho dù ăn mặc thuần khiết đến đâu cũng không thể che đi sự bẩn thỉu của mình. Hôm nay tôi muốn tận hưởng dịch vụ mà cô đã làm như với anh trai tôi. Cố Thiên Hải, anh không muốn hợp đồng nữa sao? Tiền từ hợp đồng đến quá chậm, tôi muốn Cố thị đấu giá mảnh đất ở phía Nam, tôi có thể giúp anh, chỉ cần anh thả tôi đi. Cô nghĩ tôi ngốc sao? Đó là dự án cả triệu đô, dò dỉ một chút thông tin cũng không được, trừ khi cô bị tôi nắm trong tay. Đây là lúc nguy hiểm, có thể tái phát bất cứ lúc nào, gia đình hãy chăm sóc bệnh nhân cho tốt. Tiểu Dư, em nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ quá nhiều, anh có việc phải đi trước, Ngự Tiêu, xin anh hãy ở bên cạnh em, xem như là sự bù đắp. Anh Ngự Tiêu, có anh ở cạnh, em thấy rất hạnh phúc, anh ra ngoài mua chai nước, ông ở lại đây chăm sóc cho tiểu thư. Ta sẽ theo dõi cậu ta. Không cần đâu, qua lâu như vậy, Cố Thiên Hải chắc cũng xong việc rồi. Cố Ngự Tiêu, tôi giết người rồi. Đừng sợ, tôi sẽ đến ngay. Cô có ở nhà không? Có. Đừng làm gì, tôi sẽ xử lý ngay. Tôi vô tình giết người, em trai của anh. Chưa đến mức nghiêm trọng. Vẫn còn thở. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Anh ta muốn làm nhục tôi, sau đó sẽ dùng đoạn video ép tôi làm việc cho anh ta. Lần này tôi tha cho cô, nhưng nếu cô dám lừa tôi hứa sẽ làm nhục cô trước mặt mẹ của cô. Tôi đã có WeChat của mẹ cô, nếu tối mai vẫn chưa có hợp đồng, tôi sẽ làm điều đó trước mặt mẹ cô. Tiền hợp đồng thì lâu quá, tôi muốn Cố thị đấu giá mảnh đất ở phía Nam. Tôi không muốn làm như vậy. Tôi xin lỗi. Đã không phát hiện ra chuyện này sớm hơn, lần sau nếu như có chuyện như vậy, nhất định phải nói với tôi. Không còn cơ hội nữa. Tôi đã suy nghĩ trong lúc anh đến đây. Để trả thù cho người nhà, sao anh không gọi cảnh sát đến bắt tôi? Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này. Đừng nghĩ quá nhiều. Cố Thiên Hải dựa vào danh tiếng của Cố gia, ra ngoài gây không ít phiền phức, lần này xem như dạy cho cậu ta một bài học.
nhưng tôi đã đâm anh ta. Cô chỉ là tự vệ. Được rồi, mau nhanh lên, nếu để cậu ta chảy nhiều máu, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Tìm quanh bệnh viện cũng không thấy, gọi điện cũng không bắt máy, không phải anh ấy đã nhận ra vấn đề, đi tìm Quách Khả Nhiên rồi chứ? Vậy thì càng tốt, cậu ta sẽ gặp được Cố Thiên Hải. Nhìn thấy em trai lên giường với người yêu của mình, chắc chắn cậu ta sẽ rất kích động. Nhớ cho kỹ, chỉ có tôi mới là bạn gái duy nhất của anh Ngữ Tiêu. Không được, không thể ngồi yên ở đây, tôi phải đi tìm anh ấy. Con vẫn chưa hồi phục, cần phải kiểm tra trước đã. Tôi nghe nói, người vừa được đưa vào phòng cấp cứu là thiếu gia nhà họ Cố. Anh ta bị dao đâm vào bụng, chắc là có thủ oán gì đó. Thiếu gia nhà họ Cố, không lẽ là Cố Ngự Tiêu? Chỉ là vết thương ngoài da, đừng lo lắng, cứ giữ yên lặng. Tôi sẽ lo liệu mọi việc. Con trai yêu quý của ta. Sao mặt con lại ra nông nổi này chứ? Là ai? Là cô đã đâm con trai tôi, cô chán sống mới dám làm như vậy. Vết thương cũng không quá nghiêm trọng, chuyện này có thể hòa giải được. Người của Cố gia không dễ động vào như vậy, nhất định phải có người chịu trách nhiệm cho chuyện này. Chồng ơi, con trai chúng ta không biết khi nào mới tỉnh lại, không biết có di chứng gì không, nhất định phải tìm luật sư giỏi nhất. Đưa người phụ nữ này ra công lý, hãy nhanh chóng làm theo lệnh của dì con, nhất định phải báo cảnh sát, không thể chấp nhận hòa giải. Vấn đề quan trọng bây giờ là cô ấy có muốn rút lại đơn kiện hay không. Cô ấy đã báo cảnh sát, Cố Thiên Hải đột nhập nhà người khác bất hợp pháp, còn ra tay cưỡng hiếp Tống Tiền. Thư ký Quách đâm cậu ta chỉ là tự vệ, tên xúc sinh này làm gì vậy? Chuyện này ảnh hưởng danh dự Cố gia, cũng không phải người ngoài. Cô nói mọi chuyện đi, anh ta ép tôi phản bội công ty. Âm mưu chiếm đoạt tài sản, mảnh đất ở phía Nam có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của Cố thị trong 10 năm tới, anh ta lại bắt tay với đối thủ của Cố thị. Tên xúc sinh, chồng ơi, con trai chúng ta rất thông minh, nó không thể làm chuyện có hại cho công ty, nhất định là cô đã giở trò rồi đổ tội cho con trai tôi. Cô ăn gì cũng được, nhưng không được nói vớ vẩn, có chứng cứ nào thì hãy đưa ra, con đã chứng kiến chuyện này, Cố Thiên Hải vì tiền mà đã phản bội công ty, Cố Ngự Tiêu, nó là em trai của cậu, tôi không có đứa em nào vô sĩ như cậu ta. Chồng ơi, anh nhất định phải làm chủ cho em và con trai, nó bị người ta đâm ra nông nổi này, em không thể chịu được, cậu ta không chỉ không giúp em trai mình, mà còn đứng về phía người ngoài hãm hại nó. Bà chiều hư nó rồi, chính sự bao che của bà mới biến nó thành tên vô lại như vậy. Sau khi nó tỉnh lại, bà và nó đều ra nước ngoài đi, đến châu Phi đi, công ty đang mở rộng chi nhánh ở đó. Thiên Hải là con trai của ông, tuổi trẻ có chút bồng bột, ông tha cho nó lần này đi, đến châu Âu thì thế nào, cũng được. Nhưng phải dọn đồ ra khỏi nhà, không có phí sinh hoạt. Chồng ơi, tôi ở bên ông nhiều năm như vậy, gặp không biết bao nhiêu khó khăn. Sao ông nỡ đẩy tôi đi đến một nơi xa lạ như vậy, Ngự Tiêu? Dù sao nó cũng là em trai con. Những gia đình giàu có luôn bị phá hủy từ bên trong. Châu Âu hay châu Phi, tự chọn đi. Hình như là Cố thiếu gia xảy ra chuyện sao? Chỉ là vết thương ngoài da, Tô tiểu thư không cần bận tâm. Cảm ơn chú Cố đã quan tâm. Sao em lại đến đây? Phong Yến Sơn ở đâu? Ông ta không chăm sóc em, lại bỏ đi đâu rồi? Đợi lâu mà không thấy anh quay lại, em sợ anh xảy ra chuyện, giờ thấy anh bình an ở đây, em thấy rất tốt. Phu nhân của Cố gia không thể bệnh tật như cô ta, cũng không thể loại gái như cô còn trẻ, cũng rất tài năng, ở đây tôi có 5 triệu, xem như là bù đắp bao năm cô vất vả bên cạnh Ngự Tiêu, cũng như là sự tin tưởng mà Cố thị chúng tôi đặt vào cô. Cô hãy rút lại đơn kiện Thiên Hải, rời khỏi Nam Thành ngay lập tức. Tôi sẽ rút lại đơn kiện, nhưng tôi không có quyền rời đi. Trời lạnh lắm, uống ly trà nóng sẽ tốt hơn, cảm ơn anh. Chuyện xảy ra hôm nay anh đã nghe nói rồi. Anh đã không đến kịp lúc đó. Anh xin lỗi. Mọi chuyện đã được giải quyết, nhưng chuyện chuyển đến Trương Thị, em phải thất hứa với anh rồi. Em vẫn còn muốn ở lại Cố Thị sao? Vũng Lầy Cố Thị không phù hợp với em chút nào. Sau khi hết hợp đồng, em muốn dành nhiều thời gian cho mẹ. Sau đó sẽ rời khỏi nơi này. Đi đâu? Anh đi cùng em. Chúng ta ở hai thế giới khác nhau, chuyện anh đã giúp em chăm sóc mẹ thời gian qua là em nợ anh. Nhất định kiếp sau em sẽ báo đáp, anh không cần em báo đáp kiếp này hay kiếp sau gì cả. Anh chỉ cần em ở lại, anh thừa kế Trương Thị là vì em, 3 năm rồi. Em không mở lòng với anh được sao, em xin lỗi. Hai người làm gì vậy? Anh có cưới cô ấy được không? Ông nội đã đồng ý với tôi, chỉ cần tôi thừa kế Trương Thị, Khả Nhiên sẽ có thể trở thành nữ chủ nhân của chủ gia. Gia gia của anh không biết về mối quan hệ giữa tôi và cô ấy sao? Chỉ có Cố gia của Hủ nhà anh mới khư khư giữ cái quy định con dâu phải đến từ gia đình giàu có, là một trang giấy trắng trong sạch. Trương gia chúng tôi lại tin tưởng vào tình yêu, cả hai đồng lòng yêu nhau là được. Khả Nhiên, anh có thể đợi em bao lâu cũng được, đừng nghe lời ngọt ngào của anh ta, cũng muộn rồi, Trương thiếu gia nên về nghỉ ngơi.
cô đúng là phiền phức, chật khớp rồi, tôi cõng cô, như vậy không được. Đừng có nói nhiều, lên đây. Hợp đồng vẫn chưa hết hạn, cô phải thực hiện đúng 3 năm, Cố Tổng yên tâm. Tôi là người rất mê tiền, nhất định sẽ tuân thủ đúng thời hạn, cũng không còn bao lâu nữa. Tôi chỉ muốn tốt cho cô, một gia đình giàu có sẽ có rất nhiều rắc rối. Cô đừng mơ mộng những gì Trương Minh Xuân kia nói, đó chỉ là thủ đoạn của Trương lão gia để lừa Trương Minh Xuân quay về thừa kế Trương thị. Vậy anh có cưới tôi không? Tôi đùa đấy, tôi còn đang chờ ngày được ăn đám cưới của anh và Tô Tiểu Thư, tôi sẽ không cưới cô ấy, tại sao chứ? Mặc dù sức khỏe Tô Tiểu Thư không được tốt, nhưng mà... Cố phu nhân... Thật trùng hợp, tôi nghe nói Cố phu nhân đang tìm chi phí trang trải khi đến châu Âu, nên đã bán đi rất nhiều đồ hiệu của mình, cô đừng có nói nhảm. Trong thẻ này có 10 triệu, bà có thể lấy nó, cô có ý gì? Cố Ngự Tiêu sắp tổ chức hôn lễ với tôi, Cố gia cũng nên được dọn dẹp một chút, với thân xác tàn tạ này mà cô cũng muốn vào Cố gia, đúng là nằm mơ. Một y tá nhỏ bé như bà cũng vào được, tại sao tiểu thư Tô gia như tôi lại không thể? Bà giúp tôi một chuyện, tôi giúp lại bà một chuyện, khi mọi chuyện xong xuôi, 10 triệu này sẽ là của bà, nhưng nhất định không phải chuyện làm hại đến Cố gia, yên tâm đi, sau khi xong chuyện, tôi còn phải gọi bà là mẹ mà. Theo như đúng kế hoạch, bà sẽ có 10 triệu này, phong cách làm việc cũng như sở thích ăn uống cá nhân của Cố tổng, tớ đã ghi hết vào trong này rồi, cậu cứ từ từ xem. Ây da, Cố tổng không thể sống thiếu cậu đâu, cái mặt lạnh của anh ta, chỉ có cậu mới phục vụ được. Hợp đồng sắp hết, tớ cũng không thể gia hạn, cậu giữ cái này cẩn thận, phấn đấu trở thành thư ký trưởng. Quách Khả Nhiên, cô đang bán tôi đó à, Cố tổng, chúng tôi chỉ đùa thôi. Thư ký Quách, đến văn phòng của tôi ngay lập tức, bảo trọng. Sao lại không gia hạn hợp đồng? Hợp đồng là thỏa thuận giữa hai bên. Cố tổng có quyền không gia hạn, tôi cũng có quyền tương tự như vậy, tôi sẽ bắt đầu quá trình từ chức theo quy định, sẽ bàn ra công việc thật tốt. Nói đi. Lý do thật sự. Cố tổng, tôi mệt rồi. Tìm một nơi cô thích, chúng ta cùng đến đó nhé. Tôi không muốn đi đâu cả, anh yên tâm, tôi sẽ tuân thủ theo điều khoản, sẽ độc thân trong 3 năm tới, hay là chúng ta thỏa thuận thời hạn hợp đồng thành cả đời? Không được, 3 năm là quá dài rồi, vì Trương Minh Xuân sao? Những gì anh ta cho cô, tôi cũng có thể, anh không thể, lúc nào cũng dễ đến dễ đi. Không thể sao, cô là của tôi, chỉ được ở cạnh tôi. Cố tổng, đây là công ty. Chuyện gì vậy? Mẹ tôi trở nặng, đang được cấp cứu, đừng lo, tôi cùng cô đến bệnh viện. Mẹ, mẹ tỉnh rồi. Chàng trai này, trông quen quen. Là Cố tổng, sếp của con, anh ấy thường xuất hiện trên các bản tin. Anh ấy rất tốt, vừa nghe tin mẹ đang cấp cứu liền đưa con đến đây, sếp của con sao? Chỉ nhớ ta không tốt nữa rồi, ta tưởng cậu ấy là người đã chụp ảnh với con, tưởng con và bạn trai đã quay lại. Thật xin lỗi, Cố tổng, cậu và bạn trai cũ của Khả Nhiên, trông rất giống nhau. Mẹ. Mẹ nói gì vậy? Không giống nhau chút nào. Cái cũ không đi thì cái mới sẽ không đến. Con mau chóng có bạn trai mới đi, mẹ mới yên tâm ra đi. Mẹ à, nếu con chưa có người nào, hay là chấp nhận bác sĩ Trương đi, vừa đẹp trai lại tốt bụng, hơn nữa, lại thật lòng với con. Gì à? Khả Nhiên đã có bạn trai rồi. Chính là cháu. Cậu với nó, có khả năng sao? Khoảng cách quá lớn. Mẹ à, đừng nhắc đến chuyện không qua khỏi có được không? Bác sĩ Trương rất giỏi, nhất định mẹ sẽ không sao. Cậu ấy chính là người đã chụp ảnh với con. Mẹ à, mẹ đói rồi đúng không? Con và Cố tổng sẽ đi mua đồ ăn cho mẹ. Đưa điện thoại cho tôi, anh lấy điện thoại tôi làm gì chứ? Mật khẩu. Việc gì phải nói với anh, mau trả đây, đây là đồ dùng cá nhân của tôi, mau trả lại đây. Thư ký Quách, cũng được đấy, dám lấy ngày sinh của tôi làm mật khẩu, xem ra cô còn chút lương tâm. Đặt sếp lên đầu là bí kíp để tôi tồn tại trong công ty. Thư ký Quách, cô đúng là lợi hại đấy, còn chụp rất nhiều ảnh của tôi. Đây là vi phạm hình ảnh cá nhân đấy, cái này. Bức ảnh 3 năm trước, cô vẫn còn giữ sao? Trả lại đây. Vậy ra bạn trai cũ mà mẹ cô nhắc đến chính là tôi, chuyện này tôi có thể giải thích, tại tôi phải bận chăm sóc cho mẹ, nên không để ý xóa mấy tấm hình cũ, mẹ tôi vô tình nhìn thấy, nên tôi chỉ đành nói như vậy. Vậy tại sao tôi trở thành bạn trai cũ, anh là tổng tài giàu có? Tôi là đồ nghèo khỉ nhà quê, ngọn cỏ ven đường sao xứng được với mây, nên bịa ra vài lý do. Thế là chúng ta chia tay ngay lập tức, tiền cô đã nhận, nhưng hình vẫn còn là sao, tôi sẽ xóa ngay. Không được xóa. Nếu thích có thể chụp nhiều hơn, chụp công khai như này mới được. Cười lên nào. Được rồi. Bảo quản cho tốt, thỉnh thoảng tôi sẽ kiểm tra. Anh không bị ấm đầu đó chứ, cô bị ngốc à, tôi đã thừa nhận với mẹ cô. Giờ cô chính là bạn gái của tôi, không cần tìm người mới nữa. Bạn gái anh từ khi nào? Gì à, Khả Nhiên đến rồi. Sao cô ấy không ở bên cạnh gì? Nó và bạn trai vừa đi mua đồ ăn cho ta. Bạn trai sao? Hai đứa về rồi.
Bác sĩ Trương, anh đến rồi. Tình trạng của dì đã ổn định, Cố tổng, công ty còn nhiều việc, anh nên về trước, có tôi ở đây với Khả Nhiên là được rồi. Đừng chạm vào bạn gái của tôi. Bạn gái của anh, tôi nhớ Cố tổng sắp đính hôn với Tô tiểu thư mà, đến chữa bệnh thì mau chữa đi, nếu chữa xong rồi thì anh có thể đến chỗ bệnh nhân khác. Bác sĩ Trương, chắc đang có rất nhiều bệnh nhân đang đợi anh, đợi sau khi anh xong việc sẽ đến bàn với em về chuyện điều trị của dì. Dì đừng nghe Trương Minh Xuân nói vớ vẩn, con và Khả Nhiên đã mua cháo cho dì nên ăn trước rồi tính, con sẽ nhờ đầu bếp nấu món Quảng Đông mà dì thích ăn nhất. Khi nào thì cậu có thể kết hôn với Khả Nhiên nhà ta? Mẹ à, cháo đang còn nóng nên ăn trước khi nó nguội. Cháo nguội rồi, ăn sẽ không ngon, cũng giống tình yêu. Tôi nghe nói Cố phu nhân và Tô tiểu thư đang đi mua sắm cùng nhau, có vẻ đang chuẩn bị cho đám cưới, như vậy là Cố phu nhân đã ngầm thừa nhận rồi, xem ra hai nhà Cố Tô sắp có hỷ sự rồi. Mơ tưởng của thư ký Quách xem ra đã thất bại, cô ấy đã chính thức hết cơ hội bước chân vào Cố gia. Tôi nghe nói cô ấy đã có mục tiêu mới. Các người rảnh rỗi quá hả, không muốn làm việc nữa à? Không sao đâu, tớ không ngờ Cố tổng lại là người như vậy, bên ngoài ăn mặt bảnh bao, bên trong lại bắt cá nhiều tay như vậy. Một bên là sắp cưới vợ đến nơi, bên còn lại vẫn không chịu tha cho cậu, tớ chẳng thể tin vào tình yêu được nữa, tớ đúng là ngu ngốc. Tớ không có ý nói như vậy đâu, chuyện này chưa chắc đã là sự thật, Cố tổng vẫn chưa thừa nhận mà, đây có thể là quả bom khói do anh ấy quăng ra, cậu vẫn còn cơ hội. Tớ bận chút việc, đi trước đây. Chỉ là tin đồn vô căn cứ, em mới là bạn gái duy nhất của anh. Em hiểu, anh nên lấy một người vợ chính thức, anh và Tô tiểu thư cũng rất hợp nhau. Em tin vào những gì truyền thông nói sao, đừng ngốc vậy. Cố tổng, em còn phải chuẩn bị cho cuộc họp buổi chiều, xin phép đi trước. Anh chỉ nói một lần. Tô Thiên Dư đã nói những điều không tốt với truyền thông, anh đã nhờ bố cảnh cáo cô ta, chuyện Cố phu nhân cũng vậy, em đừng suy nghĩ lung tung. Nhưng anh cũng đâu có hứa sẽ cưới em. Tôi cảnh cáo bà, đừng có ra ngoài nói lung tung, nếu không tôi sẽ đẩy bà đến châu Phi. Chồng à, tôi chỉ muốn tốt cho Cố gia, Ngự Tiêu kết hôn với Thiên Dư không phải tốt hơn trăm lần so với cưới ả thư ký kia sao? Ngự Tiêu tài giỏi như vậy, biết bao nhiêu tiểu thư hào môn muốn mà không được, sao bà cứ phải kết nối với đứa con ngoài dã thú của Tô gia làm gì? Không phải vì con trai bảo bối của ông, chỉ quan tâm đến hai người này thôi sao? Đây là tin tức mới nhất hôm nay, cô thư ký đó có quan hệ với Trương thiếu gia, còn làm hại Thiên Hải của chúng ta, lấy cớ mẹ bị bệnh để nhận sự thương hại của Ngự Tiêu, cô ta quả thật rất cáo già, đang muốn từng bước tiếp cận Cố gia, tôi không đồng ý. Ông quản được Ngự Tiêu sao? Nếu nó thích cô ta thì có thể nuôi ở bên ngoài, còn để vào được Cố gia thì phải là một cô gái thích hợp. Cháu nghĩ mình là ứng cử viên phù hợp nhất. Chú Cố, đây là báo cáo tình trạng sức khỏe của cháu, bệnh tim của cháu đã được chữa khỏi ở nước ngoài, bây giờ cháu hoàn toàn có thể sinh cho Cố gia người thừa kế khỏe mạnh. Tô tiểu thư, quả nhiên không đơn giản, cháu biết chú không thích xuất thân là con rơi như cháu, nhưng cháu tin, để bù đắp cho cháu, Tô gia nhất định cũng sẽ xem Cố gia như đồng minh, Cố gia chúng tôi không cần tài nguyên của Tô gia, ít nhất thì Tô gia sẽ đồng hành cùng Cố gia, sẽ đưa Cố gia lên tầm cao mới. Không có căn cứ. Chú Cố, đợi đến khi cháu xử lý xong Quách Khả Nhiên, chú có thể thừa nhận cháu là con dâu của mình. Xin lỗi, tôi đến muộn rồi, cô hẹn tôi ra đây nhưng lại đến muộn. Nói đi, có chuyện gì, chúng ta cứ dùng bữa trước đã. Tôi còn có việc, không rảnh, vậy thôi tôi không cần nữa, tôi đi trước đây, có gì cứ gọi điện. Cầu xin cô trả anh Ngự Tiêu lại cho tôi. Tô tiểu thư nhầm người rồi, tôi sẽ không cản trở hôn sự giữa cô và Cố tổng đâu. 3 năm trước cô quyến rũ anh Ngự Tiêu, ép anh ấy hủy bỏ hôn ước với tôi chưa thấy ả tiểu tam nào vô liêm sỉ như cô. Đánh xong rồi, tôi đi được chưa, cô vội gì chứ? Anh Ngự Tiêu còn chưa đến, cô đoán xem giữa chúng ta, anh Ngự Tiêu sẽ yêu ai nhiều hơn, tôi còn phải đến bệnh viện, không rảnh chơi với cô. Sợ rồi sao? Nếu như anh Ngự Tiêu thấy cô đầu độc tôi thì sẽ thế nào, tôi đưa cô đến bệnh viện. Ngự Tiêu ca. Quách Khả Nhiên, cô ta, hạ độc em. Chúng độc rồi, mau đến bệnh viện. Xem ra bạn gái cũng không quan trọng bằng vợ sắp cưới. Chúng độc thật sao, cô ta muốn hại em mà không màn đến tính mạng của mình, không lẽ sẽ gọi cảnh sát bắt em đó chứ? Nhưng sẽ không đủ bằng chứng. Chỉ cần Cố Ngự Tiêu tin, cư dân mạng tin, vậy là đủ. Theo anh đến bệnh viện. Nước đã gửi đi kiểm tra, Tô Thiên Dư tự đầu độc mình. Cô ấy còn bị bệnh tim, lại dám tự đầu độc mình như vậy, lỡ có chuyện thì phải làm sao? Sao cô ấy nhẫn tâm với bản thân như vậy? Em cũng có khác gì đâu, tự mình phải chịu đựng ở cạnh anh ta, mang danh tiểu tam không danh không phận. Anh đừng cười nhạo em nữa. Hết tuần sau là em sẽ bàn giao xong công việc, lúc đó sẽ dành thời gian cho mẹ nhiều hơn.
sau khi tiễn bà ấy, em sẽ ra nước ngoài. Anh quen ở nước ngoài, anh có thể đi cùng em, Trương đại thiếu gia à, anh lo ở lại mà thừa kế cho tốt Trương thị. Hơn nữa, em chỉ muốn ở một mình. Vậy sau khi em ổn định lại, có thể cho anh một cơ hội không, đừng có đùa nữa. Không phải em muốn báo đáp sao, anh không cần kiếp sau, anh muốn có cơ hội ngay kiếp này, anh có thể đợi em. Tiểu Tam bẩn thỉu. Cô đồ độc Tô tiểu thư là vì ghen tuông sao? Bức ảnh cô hẹn hò với người khác bị dò dỉ, cô thấy thế nào? Tôi không hiểu các người đang nói chuyện gì. Cô có bao nhiêu bạn trai? Người trong ảnh có phải là Trương thiếu gia không? Anh Ngự Tiêu, em đói rồi. Anh có việc gấp phải ra ngoài. Em muốn ăn gì, có thể nhờ Phong Yến Sơn mua cho. Anh Ngự Tiêu. Anh đừng đi, em sợ lắm. Sợ sao? Bằng chứng em tự đầu độc chính mình, còn vu oan cho người khác. Cái gì mà vị hôn thê? Nữ chủ nhân của Cố gia, em đúng là to gan, em hết cách nên mới làm như vậy. Tất cả cũng chỉ vì chuyện của chúng ta, em không có lựa chọn. Không có lựa chọn, cổ phiếu Cố gia đang giảm mạnh, Quách Khả Nhiên bị bạo lực trên mạng, Tô Thiên Dư. Em sống sung sướng quá lâu nên nghĩ mình làm gì cũng sẽ được tha thứ sao, em không còn lựa chọn khác. Quách Khả Nhiên có một cơ thể khỏe mạnh, còn được anh và Trương Minh Xuân bảo vệ. Còn em thì có gì, em là con gái Tô gia, tất nhiên Tô gia sẽ bảo vệ em. Người ở Tô gia chỉ xem em như quân cờ của họ, nếu lúc trước không phải em cứu anh, để Tô gia nghĩ rằng anh sẽ cưới em, nếu không thì cuộc sống của em còn tồi tệ hơn cả Quách Khả Nhiên bây giờ. Anh xin lỗi, anh có thể nhận em làm em gái của mình. Em không muốn làm em gái của anh, em muốn làm người phụ nữ của anh. Anh chỉ có duy nhất một người phụ nữ, đó là Quách Khả Nhiên, trước đây hay bây giờ, và cả tương lai cũng như vậy. Tiếc là em chỉ còn sống được 3 tháng, ước mơ này không thành sự thật được rồi. Theo báo cáo y tế ở nước ngoài, không phải bệnh tim của em đã chữa lành rồi sao? Em thật sự chỉ sống được thêm 3 tháng nữa, tim bị tổn thương, do suy kiệt. Tất cả đều là do tình nhân Quách Khả Nhiên của anh gây ra, sao em không ghét cô ta được? Bệnh của em cũng là vì cứu anh, em muốn anh ở bên em 3 tháng cuối cùng này không được sao? Đừng nói bi quan như vậy, anh sẽ lập tức sắp xếp cho em ra nước ngoài chữa trị. Em không muốn. Em muốn làm vợ anh. Đây là anh nợ em. Em nghiêm túc đó chứ, em chỉ còn lại 3 tháng. Anh và Quách Khả Nhiên có thể ở bên nhau cả đời. Cầu xin anh đấy Ngự Tiêu. Hãy để em được làm vợ anh trong 3 tháng này. Mặc dù đã có bằng chứng cô ta tự đầu độc, nhưng cư dân mạng vẫn chưa chịu buông tha. Họ gọi em là Tiểu Tam, hoang tưởng ra chuyện Cố gia đang che đậy chuyện này, tự đầu độc bản thân, sau đó muốn dùng cư dân mạng để hủy hoại em, muốn em chết ngập trong lời bàn tán của xã hội. Em đừng nghĩ quá nhiều, anh đã cho người điều tra về Tô Thiên Dư, nhất định sẽ tìm ra sơ hở của cô ta. Anh không tin cô ta vô tội, em chỉ lo lắng cho mẹ. Sức khỏe bà ấy không tốt, nếu như nghe được những tin tức này sợ sẽ không chịu được. Anh đã quán triệt ở bệnh viện, tin tức này sẽ không đến tai bà ấy được. Em cứ yên tâm ở lại đây, xem như đang du lịch vậy. Không dám làm phiền bác sĩ Trương. Tôi có thể tự chăm sóc bạn gái của mình. Anh đưa em đến nơi an toàn. Ở đây là an toàn nhất rồi. Cố tổng nên đến bệnh viện chăm sóc cho vợ sắp cưới của mình mới phải. Tô Thiên Dư chỉ là vị hôn thê, không phải vợ của tôi. Em cũng chỉ là bạn gái của anh, Cố tổng. Hợp đồng chỉ còn vài ngày, chúng ta đến lúc phải chia tay rồi. Nói như vậy, đoạn video kia là thật. Hai người các người. Đúng vậy. Loại thấp hèn như tôi, sao có thể dám mơ đến rồng phượng như Cố tổng? Quách Khả Nhiên, em nhớ kỹ lời mình nói. Đến bệnh viện mau, gì xảy ra chuyện rồi? Mẹ, đừng tin những lời đồn đó, tất cả đều là giả. Ngự Tiêu đã kể cho ta, những người đó ghen tị với con nên mới nói xấu như vậy. Họ đã đến đây gây rối, nhưng Ngự Tiêu đã giúp ta đuổi bọn họ đi. Mẹ, có thấy đói không? Để con đi mua đồ ăn cho mẹ. Mẹ chỉ muốn nhìn con lâu hơn một chút. Bảo bối, mẹ muốn nắm lấy cơ hội được ở cạnh con lâu hơn một chút. Mẹ, đừng nói chuyện không đâu. Mẹ sẽ ở với con cả đời. Đứa trẻ ngốc. Cơ thể của mẹ, mẹ biết rõ. 3 năm nay, 3 năm nay đều là nhờ bác sĩ Trường níu kéo mạng sống yếu ớt này. Mẹ mãn nguyện rồi. Mẹ chỉ lo. Bao năm nay con vất vả lo cho mẹ. Chỉ cần mẹ khỏe mạnh, con vất vả thế nào cũng được. Đừng khóc. Đứa trẻ ngốc. Từ lúc sinh ra con đã rất thích cười. Nhưng 3 năm nay ta không thấy nụ cười đó nữa. Hy vọng sau này nụ cười đó sẽ quay trở lại. Có như vậy bố mẹ ở trên cao,
mới an tâm yên nghỉ. Người trong bức ảnh với con có phải là Ngự Tiêu không? Chàng trai 3 năm trước mà con kể với ta. Lúc đó, đôi mắt con rất long lanh. Ta có thể thấy con rất thích chàng trai đó. Nếu vậy, con hãy nắm lấy, đừng bỏ lỡ. Mẹ, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ngự Tiêu, con qua đây. Nếu hai đứa yêu nhau, hãy nắm chặt tay nhau. Dù có giông bão, cũng sẽ vượt qua. Con nhớ rồi. Bác sĩ Trường, xin lỗi cậu. Khả Nhiên, mẹ mệt rồi. Em tháo kính râm ra đi, những bình luận tiêu cực đã không còn. Những người chế ảnh và tung tin đồn đã bị tố cáo. Sau này gặp nhau em không cần phải che giấu như vậy nữa. Đây là 3 triệu lúc trước anh đưa cho em, anh yên tâm. Không có số tiền này, em vẫn sẽ tuân thủ theo đúng điều kiện hợp đồng, sẽ độc thân trong 3 năm tới. 3 triệu này là tiền tiêu vặt anh đưa cho em. Em cứ giữ nó. Cảm ơn Cố Tổng đã giúp tôi nói dối để cho mẹ an tâm. Giờ mẹ tôi cũng đi rồi, anh không cần phải diễn nữa. Anh đang nghiêm túc. Tôi cũng rất nghiêm túc. Cố Tổng, cũng muộn rồi, anh nên quay về với vợ sắp cưới của mình. Hãy đợi anh thêm 3 tháng. Cảm ơn 3 năm qua Cố Tổng đã chiếu cố cho tôi. Tuần tới tôi sẽ ra nước ngoài. Thật tiếc khi không tham dự được đám cưới của anh. Chúc anh trăm năm hạnh phúc. Khả Nhiên, anh chỉ là mắc nợ Thiên Dư. Nhưng em mới là người anh yêu thật lòng. Bây giờ, tôi chỉ muốn tự do một mình. Anh chỉ là mắc nợ Thiên Dư, đợi sau khi tiễn cô ấy, anh sẽ đến tìm em. May mà cấp cứu kịp thời, sẽ sớm tỉnh lại, cảm ơn anh. Em không sao chứ, anh còn có tâm trạng hỏi thăm cô ấy sao? Vừa tỉnh dậy đã nghe tiếng rùi mũi ở đâu vậy? Cố Tổng, là bác sĩ Trương đã cứu anh. Đừng cảm ơn tôi. Người anh nên cảm ơn là Thiên Dư. Bỏ bàn tay bẩn thỉu kia ra, phải một tuần nữa anh mới rời khỏi giường được. Anh bị tai nạn là do em. Em phải chịu trách nhiệm. Cô ấy đã đặt vé máy bay, tuần tới sẽ đi nước ngoài. Hủy đi. Anh bị thương như vậy, em nỡ rời đi sao? Đừng ăn vạ. Anh Ngự Tiêu, tôi nghe nói, tại cô nên mới như vậy. Là Cố Ngự Tiêu tự nguyện, cô đừng giở trò côn đồ ở đây. Ngự Tiêu ca, em đau quá. Có một số chuyện em không quản được, không phải em bị bệnh sao, mau quay về nghỉ ngơi cho tốt. Em muốn nhờ cô ấy đưa mình về. Đứng lại, em phải ở đây chăm sóc anh. Bệnh của Tô Tiểu Thư cần phải nghỉ ngơi. Mời đi cho. Tô Tiểu Thư này, quả thật không hề đơn giản. Anh có ý gì, đợi lúc Cố Tổng khỏe lại, tự mình điều tra đi. Khả Nhiên, em đừng gặp Tô Tiểu Thư một mình, cố gắng ở cạnh Cố Ngự Tiêu nhiều nhất có thể. Đây mới đúng là tiếng người. Gần đây ông làm việc rất chăm chỉ, tôi đã nhìn thấy được những nỗ lực của ông. Ông cũng biết, địa vị của tôi ở Tô gia rất bấp bênh, không thể nhận ông, không không không. Ta cũng biết, những năm qua con rất khổ cực, tôi không muốn ngồi chờ như vậy. Tài xế gây tai nạn đã bị bắt, sớm muộn cũng sẽ tìm đến ông, ít nhiều cũng không tránh khỏi liên quan. Hãy đến Đông Nam Á trốn một thời gian, được, ta sẽ đi ngay, không để liên lụy đến con. Trước khi rời đi phải giúp tôi làm một việc nữa, hãy giết Quách Khả Nhiên. Đã 2 tuần rồi, sao vẫn chưa thể ra khỏi giường, tôi cũng thấy ngạc nhiên ấy. Chân của tôi do ngồi lâu quá cũng không muốn đi lại nữa rồi. Để cô trực 24/24 như vậy không ổn, tôi đã tìm y tá đến chăm sóc Ngự Tiêu ca giúp cô, không cần. Cô ấy chăm sóc là tốt nhất. Có thể là do dây thần kinh ở não bị tổn thương, ảnh hưởng đến hoạt động của chân. Lại làm phiền em rồi. Vô lý, anh vừa mới cử động. Tôi thấy khát rồi. Làm phiền Quách Tiểu Thư lấy giúp tôi ly nước, tự đi đi. Cô ở đây, tôi ra ngoài hít thở không khí một chút. Em không muốn ở cạnh anh chứ gì. Cô gái,
chỉ giúp tôi phòng 404 với 404. Phong Yên Sơn. Hối lộ nhiều bác sĩ và y tá như vậy chỉ để lấy giấy xác nhận sống được 3 tháng, Tô tiểu thư. Cô quên bệnh viện này là của Trương ra sao? Đúng là mất nhiều công sức tôi mới vạch trần được cô. Anh bị điên à? Nếu anh vạch trần tôi, thì Quách Khả Nhiên cũng sẽ không thể đến với anh. Nếu như để lừa dối hay đe dọa, tôi có cả trăm cách để ép cô ấy. Nhưng đó không phải là tình yêu. Yêu một ai đó, phải khiến họ tự nguyện vui vẻ và hạnh phúc. Tình yêu có thể được vun đắp. Lúc tôi ở nước ngoài, Quách Khả Nhiên không phải cũng nhờ giống tôi, nên mới được anh Ngự Tiêu để ý sao? Anh ta không phải yêu cô. Anh ta chỉ đang thấy mắc nợ cô thôi, dù là như vậy anh ấy cũng phải có trách nhiệm cưới tôi, có nhiều cách để báo đáp ơn nghĩa, nhưng xem ra em không xứng được nhận, Tiểu Dư. Ta xin lỗi, ta đã thất bại rồi, đừng nghe ông ta nói bậy, em không bảo ông ta giết Quách Khả Nhiên, ông ta không nói, ông ta tự nhận trách nhiệm về mình. Bệnh tim của em đã được chữa khỏi ở nước ngoài, sao vẫn còn nói dối anh? Được rồi, xem như anh hết nợ em. Nhưng anh vẫn sẽ đối xử tốt với em chứ? Em vẫn sẽ làm vợ của anh trong 3 tháng tới chứ? Anh xin lỗi, anh sẽ vẫn tốt với em, nhưng với tư cách là người anh trai. Tình yêu là thứ không thể cưỡng ép, người anh yêu chỉ có duy nhất Khả Nhiên. Khả Nhiên, hãy gả cho anh. Em xin lỗi. Quả báo. Đáng đời, Khả Nhiên. Rõ ràng em cũng yêu anh, tại sao chứ? Viên kim cương chưa đủ lớn. Hay em sợ người ở Cố ra ngăn cản? Đây đều không phải là vấn đề. Em thấy sợ. Cũng mệt rồi. Khả Nhiên, dù anh có đuổi theo cô ấy cũng sẽ từ chối. Hãy để cô ấy bình tĩnh đã. Ở đây vẫn còn chuyện cần anh giải quyết. Nếu vợ tôi chạy mất, tôi sẽ tính sổ với anh. Cố Thiên Hải bị đẩy đến châu Phi làm việc. Phong Yến Sơn phải ngồi tù 15 năm vì nhiều tội danh hình sự. Tô Thiên Dư bị điều đến Đông Nam Á để chăm sóc động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Tin tốt cũng giống như thời tiết hôm nay, khiến lòng người cảm thấy háo hức. Sao em không nhanh cái chân lên? Không lẽ chúng ta đến cùng một nơi đó chứ? Giờ anh chỉ theo đuổi công việc, em chính là công việc của anh.